hay là thi đấu là đấy, bọn tôi đang định xin là mai thi đấu Valorant là 7:30 đấu và sẽ có 6 đội thôi để giành cái tranh cái chức vô địch được 6 củ với 4 củ. Thì nói chung là tối mai sẽ đấu bắn, bọn tôi bắn luôn 2 trận luôn. Tôi nghĩ là có loại thì loại cho nó nhanh để mất thời gian. Đấy, khổ mà có vào thì cũng vào luôn, bắn 2 trận bo một. Mỗi một trận chắc là diễn ra vào 45 phút là sẽ mất khoảng 1:30 tiếng. Tại nếu mà chúng ta bắn từ trước 8 giờ thì chắc đến khoảng 9:30 là xong thì bắt đầu chơi K1 luôn. Đấy, thế cho nên nói thế Mà cho nó. báo luôn anh em, tình hình này ngày mai là Tứ không bắn bởi vì là cũng vấn hack nên là Tứ không kìa. Đi con. Bà tử chứ không cho bắn, chỉ cho đi ngồi bình luận thôi, mẹ À, thế không cho khổ. bắn á? Không, anh không biết à? Đéo hiểu chứ gì. Bên Nono họ cũng bắt sóng nhanh lắm, họ cũng biết cái thông tin bên Thì mình là có hack mà. thế thì thôi, thế thì còn rước đòn gì nữa mẹ. Không. Em tưởng là em tưởng là anh Tứ định phân tích cho ai rồi nhờ bắn hộ Có Immortal Bắc Mỹ và Có bắn hay NPC tên núi. Thiếu hai mái à? Đâu, team mình thì vẫn đủ, thì thêm bằng đại nó vẫn đủ làm gì nữa, để hiểu liên Thì quan đại gì. vẫn là đủ mà. Đại vẫn đủ mà cần gì phải Hiếu Đúng vào dẫn rồi. tung Đúng rồi, cho đích của anh Tứ cho Hiếu bắn. bắn. Đâu, À bên mình là đại là đủ người rồi, hắn tôi à đang anh coi nhớ vũ, thế em nghĩ là tôi không có vũ bắn gì, thì em cứ nói thẳng ra xem em cứ phải không rào có đón nhỉ. Em nghĩ khó chịu từ hôm trước mà Vũ vẫn nhớ mà rất chắc là trong đầu cũng đang nghĩ là mình phải cố gắng làm nào kéo trộm cay. vụ ông bắn bắn như kiểu cặc Thôi chắc chắn mẹ luôn, nhưng không, không dám nói lại cứ cố gắng cả vô lớp miệng em à thì gọi là của anh Vũ thì không lo rồi, à, bắn thì thôi ai thôi em không phải đãi vôi em lại có biết là hiện tại là tên đang thừa mất một người, bỏ Tứ thì vẫn là đủ team nhưng mà cứ 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 phải quên cái sự thật đi làm gì nhỉ. thật em nói làm gì mày em bỏ linh ơi. Bây giờ vào game thôi, ngày hôm nay thì team bọn tôi sẽ quay trở lại với cả GTA, lâu lắm rồi không chơi. Hôm trước là mình lỡ cái gì đấy, gì đấy? Thế nào nói cái gì mà nghe nó cứ thế nào. Alo. Alo 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 Anh sao anh không thấy anh Dũng nói gì nhỉ? Đấy thì em lại vằn. Có thằng Đạt đéo nãy giờ tắt mẹ mic rồi sao đấy, bảo đi đâu chắc lại đáy ở hay là pha mì cái gì. Cái Chỗ Đạt đâu gì? rồi? À đây, hôm trước mẹ làm xong nhiệm vụ đéo đâu. Cái gì nhỉ? Sao cứ có cái tiếng gì nó cứ, tao nghe giống kiểu cái tiếng đài nó bị lẫn sóng ấy, là thì đéo nào ấy. Nếu nào phê cần mẹ Phê à? Pha kè đang à? đang pha phê cần ở đấy ở lái xe đi. Vẫn phê à, không biết ra đường có hết phê không, lái phê Đéo hiểu. anh vào tiếp sự online chưa. Section online có rồi. Bây giờ là tao nhiều, hôm trước là bọn tôi làm cái nhiệm vụ này, anh em cho tôi hỏi hình như là, Ai nhá. à hôm trước là cái nhiệm vụ là nhiệm vụ nhặt rác mà. Đúng rồi, nhiệm vụ nhặt rác xong chưa nhỉ? Đúng Xong rồi, xong rác rác là xong, rác là chưa chưa xong, xong chưa rác là xong xong khó béo đâu. đâu lại đi nhặt rác rồi. Ok, sao có cái tiếng gì, tiếng chó sủa hay là cái tiếng đéo gì nhở? Nó cứ quạch 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 ý. Đây 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 đây. Anh bị hoang tưởng rồi. Nó ở Em chỗ nghe đéo Hunter thì phải chắc chắn luôn, thì nghe được có tiếng quạch 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 quạch. đâu làm gì tiếng chó sủa nào. Quạch 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 Anh em thì có nó nghe được cái tiếng quạch 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 không? đây là những cái tiếng nó sắp sắp cái gì đấy chứ. Nghe gì đâu mà mỗi anh nghe thấy à? Nghe ghê vậy Lin, anh em cũng nghe thấy mà. Tưởng rồi. Nghe bị hoang tưởng rồi, anh em trên stream em mẹ đéo nghe nghe gì Đéo thì hiểu được. Sao? Có cái tiếng quạch Đéo hiểu Sanity thấp rồi. Hoang tưởng con mẹ rồi. Anh em từ từ để tôi xem nó là cái đéo gì ạ. Bây giờ sao anh nghe? Đấy, mẹ chó Vũ đấy, biết ngay mà. À không, sao em chưa 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 đâu. clip Đâu tèo chưa tèo 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 Look at this. Đợi tôi tí. Đợi đợi tí để tao mày đã. Ok chưa anh em? Vũ hôm nay Trong là cái bộ sửa điều hòa anh em ạ, thành ra là K1 là không vào bởi vì là sửa điều hòa, khổ. Tưởng nhà khôn thế nào chứ. trời vẫn hỏng, nếu hiểu vẫn ngu. Nhà khôn nhưng mà có vẻ là cũng không tránh được bệnh. Khi nào nhà nó phải là nói như Nhà nào nhỉ? nó phải tự sửa điều hòa, phải Đúng tự rồi, nó phải tự sửa được, tự gọi thợ, tự trả tiền luôn. Ok,
Nhà đấy mới là nhà khôn. Ừ. Tầm đấy rồi thì thôi ngồi đây stream đấy á. Ngồi chung âm vang Tim Cook rồi đúng không? Ừ. Đang bàn chiến lược toàn cầu rồi. Làm thế nào để mẹ phát triển mẹ toàn thế giới? Rồi đâu ở đây? Lúc đấy là Vũ phải bàn về những kiểu ấy. Ơi mà cái đồng hồ hôm nay, đồng hồ hôm nay thằng đại mang qua đẹp phết nhở? Đầu tiên đẹp mà đấy, em đang đeo này. Nhìn đẹp phết, đồng hồ tên rồi shop bán đẹp lắm anh em ạ. Hôm nay thấy bắt đầu có hàng coi như là khổ chủ mà có được dùng đéo đâu. Bán anh em cứ ra được cái nào anh em mua sạch. Thế là tôi cứ phải ra shop tôi dình, tôi bảo thế còn cái nào không thì mày nhớ giữ cho anh. Khổ thế là hôm nay chắc là cũng thư thư thả thả, thế là nó trốn nó lấy luôn hai cái mang đến cho tôi với cả Đạt mà. Khổ. Đồng hồ tên rồi shop bán anh em khiếp, ra cái nào là anh em đã mua hết cái đấy. Khổ thấy. Bắt thêm một cái, nào ai biết đâu được, muốn mua đang đéo mua được, cứ hỏi con không, cứ lại 499k nhá. À 499 đi. 499 anh em ạ. Em của Thái Cầm giới thiệu luôn về cái đồng hồ nó có cái tính năng gì. Ờ đúng rồi. Gì đây? Tính năng gì? Cụ thể của nó là gì? Từ từ rồi giới thiệu, bây giờ giới thiệu xong rồi không có cái bán cho anh em lại ngại. À thế à? Giới thiệu đi chứ, hỏi hay là giấu. Tầm này nó khó khăn. À, hết hàng à? Hết hàng à? Ok. PR trá hình lộ liễu mà bọn tôi thật đấy, game là bọn tôi là nói thẳng lộ mẹ luôn. Chứ việc gì bọn tôi phải giấu làm cái gì cho nó mệt. Ở đây là bao gồm toàn các streamer ham tiền. Làm đéo có thằng nào mẹ thật game lại. Anh em biết thời buổi Covid đói lắm anh em ơi, đến Mai Linh còn phải dùng chơi crack. Thôi khổ, nộ ra đấy. Thôi, cái bạn. Tôi cũng đang phải hỏi xem có bản crack ra để chơi mà sói này thường VL. Là... vừa mới ấy ra bây giờ ao lại vào game, nó bảo là bạn account idol lâu quá, tức là bị kiểu đứng yên lâu quá lại bắt bạn kết nối lại, khổ. Anh cái quỳnh mai nhá. Đấy. Kẻ tung người hứng VL. Ôi giời. À thế cứ tả là vào section online chưa để tao mời vào hết đi khót ra nào. Tôi đéo hiểu vào từ 7 giờ tối rồi đấy, đéo hiểu. 7 giờ cái con cặc. Cái bọn này... Ai mà chả ham tiền. Đúng rồi, anh em nào ham tiền anh em tôi thật, anh em kiểm tra lại xem nhá, xem là có bị vấn đề gì không nhá, chứ không ham tiền tôi thật với anh em là đúng là có vấn đề thật về đầu óc đấy. Xem Facebook là... Facebook có hay nói về Phật với lại đúng không? Nói đạo lý nhiều gì đấy. Avatar có để ảnh Phật phiếc gì không, hoa rơi hoa giếc gì không? Thật là tôi hơi nghi đấy. Hay xe cái chất lý ấy rồi. Làm lên người thấy hoa rơi cửa Phật với lại những cái gì là tôi nghi lắm. Thường à, Avatar đấy là nghi. Cẩn thận đấy anh em ạ, cẩn thận. Đây thì hot rác đây. Ôi dồi ôi khổ. Hoa rơi cửa Phật một quật 500. Đấy, bạn sự tùy duyên là một xiên 5 lít mà. Còn mẹ. Hiểu. Đó là những cái... Đây, confirm setting. Đâu thế? Đây, invite my friends rồi đây. From friend list. Cấp chu invite Hunter, em chơi vào online nhá. Rồi, vừa đi. Đấy. Vừa đít về cái op rồi. Em lại đi ra hạn tài khoản đúng không? Cho nên nó mới bị cái là lâu không làm gì quá, tức là nó mới đẩy ra đúng không? Đâu. Ấn nút gì đông... nhỉ? Lâu đéo chơi, ấn nút gì để ấy nhỉ? Bật cái điện thoại lên sao ấy? À G rao được mấy anh làm nhà sai chỗ rồi. Nó update cái hồ ở chỗ khác. Bọn tôi làm đâu có phải là vì mẹ... Là vì cái hồ đấy để ấy, bọn tôi làm là để mua vui mà. Câu donate lấy tiền chứ ai xây ở đấy để chờ update làm đéo gì, anh em buồn cười. Update xong tôi lại ra đấy tôi xây nhà tiếp, lại câu donate tiếp. Ừ, chứ gì anh em muốn xây luôn gì thế, lúc ra update thì vậy câu kiểu gì. Anh em lòn quá lòn. Tự nhiên nói ra anh em lại biết cái mánh ấy rồi. Rồi đây buồn ngủ. Ai chả ham tiền không ham thì cho tôi đi. Thật, ham thì chỉ có giỏ hơi, thật với anh em luôn.
Thôi Hunter này, thôi tôi nghĩ là hôm nay chắc là không vào được rồi. Thấy vẫn thì kia gì. Nãy vừa vào được mà, nhưng mà đây đang chạy một đoạn thì nó về kia. Tình hình mạng đúng ổn định này thì liệu mai có đấu giải được không em? Anh Vũ chắc là muốn thay em. Vũ bực đấy, anh chưa thấy bao giờ Vũ lại có những hiền khích mà đấu tố như vậy đâu. Nếu nào có ông Neo Meo này nó vào kia. 135 à 1135 à. 1135. Rồi Việt Nam mới được. Sao được? Đúng rồi. Bạn anh còn đéo nữa. Ta cũng mời đéo đâu. Không mời đi rồi được. À, Hunter 95 online rồi kìa. Ông Neo Meo phắn cứ giúp tôi cái khổ đéo hiểu. Chắc Vũ mời chắc rồi. Chắc Vũ mời chứ còn đéo gì nữa. Nhân lúc Hunter không ở đây lại mời vào là cũng bằng mặt nhưng mà không bằng lòng. Chắc là cũng là ông Neo Meo gì ra giúp cái khổ. Đấy, lép rồi, bực rồi, bực lép mẹ. Hunter thôi vào đi em. Hunter vào chứ anh vừa thấy em online mà. Ê, đang lốt à anh? Từ tĩnh. Anh ơi, mình trở về thời tiền sử hay sao mà 360p thì anh em xem lại điện thoại xem nhá. Chắc đang dùng Galaxy E đúng không? Nên là nó chỉ lên được 360 thôi. Bây giờ anh em phải mua điện thoại nào nó cũng OnePlus ý. Giống kiểu Vũ fan hâm mộ ý. Xem nó mới mượt mà. Heo quay. Heo quay. Mà nhớ phải mua heo quay là phải cài TikTok nhá. Chuẩn rồi. Ao ra vào lại là có 1080 ừ. Nói chung là hôm nay nó sự cố tí, Hunter vẫn đang lốt đinh, khổ chắc vẫn đang ở trên trời nhìn xuống đúng không? Không, em đang lốt đinh từ trong vào. Sao vào mãi không bảo vậy? Em vừa tắt đi bật lại. Tốc độ này hay là anh ra kênh đi ỉa cái rồi anh vào nhỉ? Anh cứ đi ở đi xong. Anh em gì mà cứ đá nhau thân thoát chứ này, nghe tỉnh anh em nó đi xuống quá. Hunter ơi, phải xem nào chứ anh thấy là Vũ là anh ba năm nay anh chưa thấy Vũ kiểu cả khi ai bao giờ đâu. Không thật, đúng thật. Vũ là chưa bao giờ là có lạnh chửi, có rủa thật. Có đối xử như thế nào chăng nữa cũng vẫn chỉ biết ngồi yên một chỗ mà cười hề. Ừ. Hunter kiểm tra xem tuần này có tán tán nhầm em gái dung nhìn. Anh là thế. Ừ. Chết thật à. Tám cái rủi nó đấm đấy. Chứ cẩn thận. Ăn đấm đấy. Thế em xin nào rồi đi sao mai đi một anh vẫn cứ ngồi đây này, em có chơi không? Có nó có đang loading là please don't quit turn off do shifting while loading icon is showing. Cứ lốt lốt ở đấy. Đấy. Hay là canh đi mua quần áo đi. Quần áo á? Có sống gì em mẹ. Bây giờ mẹ tình anh em là chính chứ mẹ mấy cái vật ngoài thân đấy quan trọng gì. Anh ơi, hồi nãy em mua cơm được cả gói không kỹ bị đổ hết canh. Ôi giời, chết chết đi. Anh em nhắn lại lên trên group nhá. Để là khổ cơm bị đổ hết canh thì để bọn tôi anh, coi như là đền. Vấn anh em cứ gì? nhắn qua fanpage đấy. Nhắn qua fanpage đấy. Khổ chắc là đổ chứ, hết canh khổ. Chứ group thì cũng nhiều lúc không check mà các bạn là không check hết được đâu. Anh em nhắn tặng quảng bán phần đấy là được check hết. Lốt lâu quá nhỉ, hay là em lại thoát ra vào lại. Thoát ra vào lại. Thế lúc nãy em đang ở trong rồi là thế nào nó lại bị ra đấy? Lúc đấy là sau đấy nó về cái offline. Xong rồi về offline em lốt mãi mà không vào online thì em tắt ra vào lại. Green Hell thôi, không tình cảm anh em đi xuống quá. Em bảo Hell là em đợi đây từ mấy giờ em đang chơi GTA với Đạt thế nào? Thì em thấy Đạt nói thế thì có mỗi anh chơi em có chơi đâu. Khổ. Đúng rồi, thôi thì tắt vào lại. Đang ngon thì. Đấy. Em lại bách ra ngoài em làm cái gì thực ra là cái đoạn mà Hunter vào là đầu rất ngon, nhưng mà sau cái câu mà Hunter bảo ý định ở Vũ là không nên đánh giải ấy
là tự nhiên máy nó bắt đầu nó có vấn đề, không biết là làm cái chiêu trò gì không. Không làm gì đâu. Chắc hack rồi, hack máy rồi. Thì đéo lại có thằng mẹ chi hoàng dám comment là thằng nào đang xem sờ chim, à đó, sờ tim. À, thằng nào đang xem sờ tim là chó. Mày đấy, tôi đọc, tôi cứ tưởng là bảo dám bảo thằng nào đang xem sờ chim là chó, tôi ban ngay, nhưng mà đây là đang xem sờ tim. Thế thì được, thế thì cũng phải, chắc là phải lên đến tầm, chắc cả thế giới đã phải tầm vài triệu thằng. Bên này nghe mình chơi Epic mà, không liên quan, chắc là mà tôi đang chơi GTA qua Epic, ở đây có mỗi Hunter chơi qua Steam thôi. Anh nghe em em cũng chơi Epic mà. À, Epic. Yeah. Anh tưởng. Đấy, Hunter now online kìa. Ừ, toàn thấy now online nhưng mà khổ lắm. Đấy, nó cứ bị please don't quit or turn off này, system này. À, rồi, và gọi lại. Thoát ra vào lại vào cái vào lại luôn. Ừ, khiếp sướng ghê. Hunter cái mạng VPT. Anh bảo với em là em đổi ngay cái mạng ZPT đi. Em cứ cố đấm ăn xôi cái mạng VPT làm cái gì. Khổ. Cho xin số tài khoản Vũ ơi. Ơ căng vậy. Ở đây đây đây. Inbox nha, inbox nha. Yeah. Cho xin số tài khoản là mà anh thấy mày thấy mày thấy là thật, tự nhiên lại bạn đã thanh toán số tiền. Ôi, làm gì mà phải bí mật thế, cứ chuyển thẳng vào donate là được rồi. Đúng rồi, anh em cứ donate vào thôi, chứ Vũ là tính cũng cẩn thận. Chắc là sợ lắm, sợ. Bây giờ bảo donate nửa tỷ vào đưa số tài khoản chắc là Vũ dám đâu. Vào lại thấy mẹ, thấy hôm sau lại thấy là bạn vừa rút 200 triệu từ tài khoản thanh toán cho dịch vụ massage Nuru thì thôi. What, what, chắc mày còn lời. Ho ra máu mất. Anh kêu Hunter vào offline trước rồi ấn home join thẳng vào nhanh hơn. Ừ, Hunter làm cách đấy mà. Thế đâu Hunter bảo em vừa vào online trước rồi. Thế em vào chưa? Đây đang loading online này. Thế đéo nào, thế thì sao nãy em bảo là được rồi mà thì đang vẫn loading online. Không, tức là em vào được cái bảng ở trong ấy, chọn story mode là... Còn lúc đấy là nó vẫn treo ở ngoài. Đẹp. Thế hóa ra là máy Hunter còn thậm chí còn đéo vào được đổi cái menu ạ. Thì tôi anh không hiểu này. Ơ nhưng mà em lại nhớ vào thẳng online rồi, không vào qua offline rồi. Không sao, em vào thấy được được. Tí nữa là vào thôi. Thế là nó khoảng tầm 45 phút thôi là được mà. Không vấn đề gì, cài đậy được. Hay là cái cứ làm trước thử. Làm trước sao được. Nó bắt phải đủ 4 người mới làm được. Hay là anh em neo mèo level 1135 lại vào cho bọn tôi qua cái tiết mục đổ rác này cái. Có khi nhanh đấy thật, có khi xong mẹ đổ rác này luôn ấy nhở. Hunter vào là vừa ấy nhở. Thì thế thật ý. Anh kêu anh em ôi dồi ôi, anh em neo mèo còn mặc cái bộ đéo mình nhìn trông. Dũng nhá. Đây thì nào nào ông Dũng mà sang stream mình đốt nét thì đéo hiểu. Thì mẹ nói thật với anh em, chứ tôi có chết tự nhá bao giờ tôi sang. Tôi cứ nói thẳng cho nó nhanh. Mẹ, kề dao vào cu tôi thì tôi cũng đéo sang đô đét cho mẹ bọn thằng Đạt luôn. Nói một câu thì thế cho nó thẳng thắn tình anh em. Không có đâu cứ phải. Đâu rồi. Thế thì, ủa, anh em nèo mèo bực bù gì con mẹ luôn ạ. Mẹ. Bù gì. Bù gì mẹ luôn. Đấy là em và bù gì ta ly đấy. Bực rồi. Anh em neo meo đâu thì vào cái khổ thế gì đẩy kiếp làm gì mà lúc đấy là bọn tôi có hơi coi như là gắt gỏng tí thôi. Bây giờ vào cho bọn tôi qua cái này nhanh cái. Bù gì bố lại mời lại. Đéo gì mẹ. Phải vào. Mẹ. Và để loading loading online lâu nhỉ. Thôi chắc thoát ra vào lại vậy. Đấy. Khổ. Loay hoay khổ. Khổ. Mà Hunter này mai đấu giải anh no lắm. Thật. Thì anh em kia invited rồi mà có bu gì hay không thì vào nhanh xem làm nhanh cái hot rác còn sao cái mới khổ. Cái hot rác này thì cũng làm hôm trước bọn tôi cũng làm đến mẹ mấy tỷ lần rồi để cho nó qua cái nhiệm vụ phò phạch cái đi. Mẹ hot rác nhiều bực của mình. Dỗi rồi. Cài game vào SSD cho nó nhanh. Hunter là auto SSD mà.
không hiểu. Tớ thì làm gì biết vậy, HDD là cái gì? Thế nào anh thì, em thì game này nó vào à? Quyết Free kìa. Level 216. Quyết Free. À thế thì gọi em cả Quyết Free cũng được. Quyết Free vào. Quyết Free. Quyết Free rồi mẹ rồi. Hả? À? Đấy, anh em Quyết Free này. Rồi rồi, ok rồi. Quyết Free cũng được. 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 Rồi cứ đợi chắc cho là... lúc Hunter làm vào được game là cũng xong cái này luôn mà. Trời đấy. Thế là anh em này phải cho cái vai nhặt rác nhá. Ừ. Biết. Ôi, trong quả quần này là quần anime mà. Mẹ đi Weibo đi còn đéo gì nữa. Bộ đồ này, bộ đồ Weibo đây, chúng mày kích vào nick của anh em mẹ Quyết mà xem. Bộ Weibo còn mẹ. Sao cứ mỗi lần vào tôi nhìn thấy tôi đứng cạnh thằng Vũ tôi chán. Vào chưa? Sao em cứ đứng... Em vẫn lo trình sự thật đấy. Đấy, đợi. Nó, chúng mày đang ở sắc sân khác thì phải đợi tí thì vào. Em vẫn nhặt ra à? Thì phải cho anh em Quyết sang nhặt rác thì mới gì được, tức là phải giỏi cái vấn đề đi nhặt. Có khi là cứ cho mỗi anh em Quyết đi nhặt thôi, còn mình cứ ở trên xe thôi chơi giỏi à. Mà Quyết ơi, Quyết sang bên kia, Quyết ơi, Quyết hết đi ngay ở bên thì mẹ bên lái xe ạ, à, bẩn đéo hiểu vào gánh tin kích luôn mình. kích luôn vào đây phải rác chứ nhặt rác em ơi mẹ... đấy. Mình quen với nghề vệ này rồi. Đấy, rồi, sang bên nhặt xác với Vũ rồi. Đẹp rồi. Rồi, đấy. Ôi hiểu. Let đi tụp vào đây mẹ luôn. Đẹp nhanh, mình phải chọn ngay cái chỗ đúng ấy. Vào lại nhìn thấy cái tròm dâu. Ủa khiếp, chồng anh thấy anh em kia chưa? Mẹ tay xăm trổ, mẹ. Chắc Weibo. Ây da. Ây da, sao à? Đẹp được. Anh có sao đẹp quá chưa? Con chó đạt nhanh con... Ồ! 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 Đéo mở được. Ồ! Đéo mở được. Ồ! 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 Anh em Quyết có đéo mở được kìa! Thôi anh xin phép nhá! Ôi á! Đéo xe! Đéo hiểu! Xe loại hèn mạt thì đi mấy cái xe kia thôi! Từng tuổi gì mà lên xe... Nó có mỗi hai chỗ thì... Cái xe này là xe của ai đấy? Xe của... Quyết đây! Theo Quyết à? Chắc Quyết chỉ mở cho tao thôi. Nó khác, con người ta sống như nào nữa. Thế ông cũng lại sang donate rồi này. Không hiểu. Thì đây, người ta sống như nào, người ta mới được cái game quý men cho đi xe chứ. Đâu rồi? Cái xe fan đâu? À đây. Rồi, ngồi trên này đợi Quyết xử lý thôi. Đây à? Xử lý đi Quyết! Rồi, xử lý đó. Mình cũng ngồi đây nhờ ăn mì tôm sống chờ Quyết xử lý đó. Ui dồi. Rồi, cái cảnh sẽ hết rồi. Lên xe thôi. Mày theo á. À, mày quá đường dạ. Xe đéo là gì? Xe nào cũng được. Đây à? Ở đâu phải đúng xe nó chứ. À kìa. Thằng hót rác kìa lên bám xe xong nhanh lên. Vẫn còn đánh cảnh này. Thôi không phải bắn. Leo lên đi. Thành phố đang đợi cho con người chúng ta đi để thanh tẩy đấy. Tăng tới em đâu. Vui thuộc hành động của bạn. Thì ăn tận chưa vào được hả em? Oh. Vâng. Em tôi của các bạn mà thôi. Trái đất này là của bố mày. Cái cứ vào đây em đổi qua vào Steam. Quả mộng sành bay giữa nồi canh. Đây rồi. Tớ thực hiện nhiệm vụ này. Tớ nhập ra anh giúp đây. Đi ra đây. À, đéo phải dụng à. Góc nhìn thứ nhất đi á. Đấy, anh em thích thì tôi cho góc nhìn thứ nhất. Đặt mảnh cái mắt sang đây xem nào, thằng này hôm nay bị đau mắt đỏ hay sao ấy, hay là thịt đéo nào mà mặt cứ đỏ, mắt cứ đỏ lòm, đéo biết tao bị vợ đấm vào mặt thế sao mà nhìn trông tím kìa. Mày cái mắt tao xem nào. Mày đấy đấy. Chồng tay gãi kiểu ghẻ con mẹ rồi. Ôi giời. Gãi sao lại còn lấy cái tay lên ngửi. Đi đi, xong nhiệm vụ rồi. Xong rồi à? Đi đi. Nhanh nhở, hot rác nhanh phết ấy, được. Ôi nghe mẹ
quyết rảnh ở đây thì làm sao vậy? Thật có quyết đây đã phải lo gì luôn. Yên cờ mờ nó tâm luôn. Cái này tí là vào Hunter vào làm vừa. Bố chó Đạt ngồi nó ăn cứ xèo xèo mẹ bực cả mình. Cái nhiệm vụ thằng Đạt đây là cái gì? Nó mới đéo, nó có được cái việc đéo đâu. Có cái xe stack. Mẹ nó ngồi nó ăn mẹ tắt mẹ mic thì bây giờ bực cả mình. Quyết đã có vệ súng bố đời rồi, có phan à có Vadan rồi. Không ai kêu anh Dũng lùi xe vào gần chỗ túi rác không được, nó bắt phải đỗ ở đây. Bây giờ xe rác đi hốt vào cửa nhà anh em có cho phép không? Anh em lại vằn. Tự xử lý nhá, bọn nó đến rồi đấy. Tao đang ngồi đây rồi. Mày tự xử lý nhá. Ủa khiếp anh em Quyết cầm ủa. Nghe giải quyết nó đi. Ôi dồi ôi khiếp ông nào kia. Đéo mẹ cái tai nạn kinh quá. Khổ thân anh đi con xe mẹ. Có làm cái đéo gì mà ngồi trông như cái thằng dở người đấy vậy. Nhét rác vào chưa? Nào giật tiếp đây đéo nữa. Thỉnh thoảng dậy cũng ra vẻ bắn được cái việc. Để anh em biết anh em làm. Rồi nhặt rác cho vào đi. Nó đi nhặt tiếp đi. Chạm vào điểm vàng xong là lùi được anh ạ. À thế à? Tao đéo thích. Chạm vào nhưng mà đến lúc mà sau nó đéo cho nó vứt rác vào đâu. Thật. Để yên chỗ này đi. Vũ thì đéo nó rác đâu. Ồ, có con này. Thôi đi thôi. Lên. Gì? Mày này tránh được ra. Em chỉ đéo gì thì con xe rác còn cháy được. Cháy đéo đâu. Cái này là cái khói ở phía trên nó bốc ra ấy, cháy đâu cháy. Chơi Call of Duty 4 người đi anh lâu rồi chưa thấy chơi. Dead game rồi. Chơi đéo gì bây giờ. Vũ lái xe như kẹt ơ đi. Nhìn thấy em có kênh anh Tứ suốt ngày chơi cốt đấy. Ờ, xem Tứ. Thỉnh thoảng xem có đi rửa mặt không. Cổm nói thật đấy anh em, bây giờ chơi nhiều thể loại Battle Royale rồi nó ngấy thì mẹ vãi đái luôn. Sợ. Nghe anh tự Battle Royale đã sợ mẹ rồi, không trừ cái phone guy thì nó vui thì không nói. Chứ còn nói thật là nhìn thấy cái chữ Battle Royale đã thấy có cái đéo rồi đấy. Chúng mày có nhìn thấy cái tấm áp phích ở trên mẹ cao cái màu vàng với con cái chân kiểu đéo gì mà nó có thể vươn như thế được. Kìa. Đó đi. Dáng này là dáng gì? Nó hiểu luôn. Là hắn đẩy xe bò à? Cẩn thận. Ở bên nhận sai cái lại. Hunter vẫn chưa vào online đấy các bạn, nếu hiểu. Nghe em phát ra nó bắt đăng nhập lại cái social club ấy. Đẹp. Đăng lại thế đi. Xong bình rồi. Còn thôi. Xong. Tôi nghĩ là Hunter vào xong mất hết mẹ tiền. Xe cộ các thứ bay hết. Cái cũng đéo vào được. Tất cả chỉ vì VNPT. Đây để em đau lắm. Biết là Hunter đau lắm rồi. Anh em quyết bực. Mày đi đâu đây? Đâu? Mẹ. Rơi mẹ mình rồi. Nhặt lên. Cái mẹ sẽ không nhận vào cái túi rác con này dưới mẹ đất rồi. Cảm ơn bắn cho em nhá, bắn cái người lái xe. Nó chỉa súng vào tôi luôn anh em ạ. Thằng này nó không kinh. Đéo hiểu thằng chó đặt lái xe rất bẩn. Đéo là lái xe gì, anh là người ngồi vô lăng. Kinh à, súng tỉa kinh. Rồi này biết thế bảo anh tơ, trước chơi cái súng này này em lại cứ dùng cái súng đéo gì nhỉ. Dao mổ trâu quá. Súng gì anh? Súng 6 nòng, khổ. À, 6 nòng á. Cái 6 nòng mà nó tỉa kinh hơn. 6 nòng quay mà là 6 nòng... ngồi trong này ngắm trời ngắm đất thôi chứ biết làm cái đéo gì bây giờ. Nãy giờ là nó cứ quay, tự quay màn hình mà. Mình có bấm nút đéo đâu. Thật, anh em cứ bảo bọn tôi chơi Gary Bot có map đéo đâu mà chơi hết sạch rồi. Mẹ, chơi động đến thế thôi. Anh em có làm không mà anh em...
Bọn tôi phải đợi anh Hanlu Kovala. Anh ý. Đi. Ơi, sao vậy ạ? Sao không thì phải bảo chứ, tôi hiểu. Em phải quyết rảnh đây. Nghi vấn Hunter bị trưởng ban công nghệ can thiệp rồi à, tôi. Rồi. Vì Vũ hay có mấy cái chức đều giả ấy vào máy tính khác mà. Ấy, can thiệp mạng. À, đợi em reset máy đấy. Ở đây. Này, nó hiện cái bảng nó ghi là GTA chưa tắt hoàn toàn đấy. Còn lại được. Thế em tắt trong con chuan đen được mà. Gì đâu. Gì phải khởi động lại máy. Reset lại modem thử luôn xem được hết rồi. Ừ, nghe em đang nói xong là cũng để phòng. Reset lại cuộc đời luôn. Khởi động lại máy để cho chán mà không bị cài cái gì. Đây này, tập trung vào cái này cái này. Mẹ cái nhiệm vụ này đừng có bắn vào cái cây xăng nó đổ chết mẹ hết đấy. Cảm ơn anh em mà Ikazuchi đỗ gọn vào chứ em. Đỗ gọn vào đi. Đéo đỗ gọn đấy, làm đéo nhau. Xe người ta còn đi chứ. Thì phải có xe khốn nạn đến nhá. Yên tâm anh em, quyết giải quyết hết. Sẽ gọi là quyết mà, sẽ là giải quyết mà. Đừng có bắn chết mẹ bây giờ, lấp vào để anh em quyết giải quyết. Trình đã đéo có đấy còn chích. Đấy. Trình nhanh nhẹn không. Ôi ôi, nổ mẹ cây xăng đi là tốt đấy. Sau đỡ nổ. Chuẩn đấy. Bắn nổ mẹ cây xăng liền. Tốt. Tiếng ấy nhở, Vũ hôm nay chơi kinh nhở. Em mất mẹ được cái máu đấy rồi sao mất rồi. Ôi mẹ bắn tao còn chết rồi. Nhanh lên. Mà bắn tao gần chết, nhanh lấy rác, nhanh lên, chết mẹ ơi. Vũ đi lấy, Vũ. Vũ đi lấy vào, nhanh lên. Ừ. Ôi của anh em quyết đang bú thuốc khổ bị nó bắn. À, rồi. Ờ, hồi máu phải may quá. Thôi ngồi trong xe ngắm anh em quyết xử lý thôi cũng được. Nãy giờ anh em vẫn ngồi mà. Thôi anh em đi ra Ikazuchi rồi. Hết rồi, hết rồi. Hộp quà. Ôi kinh đấy. Kinh đấy, 6 nòng vàng đấy. 6 nòng vàng. Nhanh, à? Nhanh mẹ lên, đau quá. Đây, tao chết chết mẹ nó cho ơi luôn. À rồi, vào rồi. Đau, em chết rồi. Ủa, con chỗ. Chết chết nó đi. Đây, Vũ lên cả quyết lên là vừa. Điệu rồi, bốn cái đấy. Sao mà con thiếu một cái? À đu, đi 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 đi. Đấy, ngon rồi đây. Rồi. Thế này đi đủ đấy, anh em biết là hôm trước là quả tạ team lai rồi. Hơi buồn nhá. Hunter chắc đang reset máy không biết đâu. Cái này thì không biết ngày mai có tạ thế không nhỉ. Con đéo đâu còn có chấm máu này, đau quá. Bọn nó bắn thì chẳng mất chấm máu. Team vẫn còn 1 lít mà, yên tâm. Nhưng mà nhớ mấy được quá kèo thì sao? Là cây là xe ấy à? Xe mấy của mẹ băng, mẹ cốc bát đéo gì của mày đấy. Mẹ sánh lá cây. Ơ thế thì đéo nó sao mẹ lên đấy? Nhập mẹ được rồi. Dùng dưới bài kìa. Đúng cứt. Có hiểu thằng nào lái ngu mấy lột. Ơ đây địp mẹ đi. Vớ con chó vừa mới kêu đúng đường rồi mà. Xong đến lúc là gì em quên không nhìn người lái. Quên lại. Tưởng là anh em quyết free lái. Ê rồi. Ý gì. Không chết bạn nào luôn ạ. Không chết bạn nào luôn, đéo phải ra khỏi xe tí nào luôn. Ờ. Tiến lên tí. Hả? Tiến lên một tí. Chưa chạm. Rồi, chạm rồi. Có chút bối rối. Chạm chín lành rồi. Có thể hôm nay là ai nhặt rác rồi ạ? Hả? Vũ với cả lại. Với cả giải quyết. Anh chỉ có ngồi lái thôi. Vào được chưa em? Em đang lút đinh. Thế đéo nào cứ lút đinh. Vào thẳng play online luôn. Khổ, em vào offline trước đi, cứ dục tốc bất đạt. Ủa hóa ra là bọn này là cất thuốc trong đống rác. Mẹ thảm nào. Nó bắt mình lấy rác là bởi vì nó cất thuốc trong đống rác. Mẹ. Nó bắt tư mã ý rồi. Nó cất thuốc trong đống rác. Xong rồi mà Neko à? Đấy, xong mẹ cả nhiệm vụ Hunter vẫn đéo được.
vào ngay có một lòng anh không là bọn anh xin phép đấy nhá, bọn anh hoàn thành được nhiệm vụ đấy nào. Tí là bảo lắm. Kê xe rác à? À, anh Đạt hôm nào gọi team đụt chơi con 63 xét đi. Đọc comment đi anh Đạt. 63 xét là con nào? Đấy là con 60 second đúng không? Đâu, 63 xét là cái bản sau của second. À, bọn anh chắc chơi của nhưng tầm 10 năm rồi. Nhưng mà cái bản đấy nó đeo có vũ, hơi chán. Nhân vật trong game nó có phải có cái thằng nào nhìn trông nó hơi bệnh hoạn kiểu vũ cơ. Nó cứ hề hề đần đần. Kiểu ngồi vui chứ còn thì... Mẹ đây toàn nhà du hành vũ trụ thì còn nước non gì. Tật về anh em. Trông thế chỉ toàn Hunter thì ai chơi. Lột đình lâu thế nhỉ. Nó tấn công hai đầu đó anh ạ. Thế à, sắp sửa là bài bảo kê sẽ rắc. Sao bây giờ lột đình lâu nhỉ. Chết mẹ bay mẹ được khỏi game rồi. Hôm nay lần này lâu loading quá. Lâu quá. À vào được rồi. Em vẫn đang đen xì xì. À đây rồi. Ôi rồi đi mẹ con chó đặt mặc cái bộ đéo gì kìa. Đấy trông anh em kia phải bộ đồ huy bu phải thế kia chứ. Anh trông mặc bộ đồ nhà quê. Đéo hiểu mẹ, trông mặc đéo có một cái gì gọi là fashion. Mày nhìn sang Vũ ấy kìa. Mẹ chửi tao cứt. Mẹ... Trông hay mình đéo có. Mình nhìn trông mình trông như một nghệ sĩ này. Thế này. Nghệ sĩ này, nghệ này, nghệ, nghệ này, chạy đâu? Sao đánh nghệ sĩ ạ? Thôi lên xe rồi anh em mình đi về, nhận nhiệm vụ tiếp theo. Hắn tới phực lắm đấy, vẫn chưa vào được, khổ em tôi. Nhắm mở cửa à? Đéo được. Để thử treo nó sau xe xem nào. Hay có đi đua xe tí đợi Hunter không? Đưa xe tí nhá. Đợi Hunter. Gì đấy? Ơ đi còn phải đéo hiểu. Đéo hiểu đấy. Chó Đạt thích bắn cái bà này bắn thì đéo được cái xe này. Mày nghĩ gì hả? À? Bù láo. Ơi. Bù láo bù lều. À Vũ à. Vũ lại thích. Ai à. Ơ đi con mẹ sao tôi bay bay khỏi xe rồi. Đẹp, chết con mẹ nó rồi, con cho vũ súng nó kinh quá. Cái súng này có phải là cái súng bị bắn này mà thủng xe đâu. Đéo súng gì bắn con mẹ xe bọc thép, thủng mẹ cửa này ra trên đéo nào. Rồi, cái súng mà anh Vũ bắn nó cứ dựa vậy, bay lên trời đấy. À, nó bắn giúp mẹ cửa xe thì anh em quyết, đéo hiểu, mùa xe như cặc. Đéo bằng cái xe tí của tôi. Ây da, ây da, ây da. Về để mày làm sao? Đến chỗ đua xe nhá. Bây giờ anh em đua, bọn tôi đua tí là Hunter nha bạn. Nó tự phát cho mày xe chứ mình điên à? Rồi thì anh tennis đi, đua xe trong này lỗi mẹ. Chỉ có mỗi tủ đua đánh tennis thôi. Để tỉnh đáo chứ. Đã đua xe nó mới là trò của đàn ông. Tennis thì dăm ba cái trò. Đến đâu chỗ nào. Ra tao mời vào mà. Chơi Road Play đi á. Giờ này có server nào Road Play hay không? Bây giờ Road Play đéo gì chơi chán bỏ mẹ. Quanh đi quẩn lại chỉ có đi mẹ lấy cái gì. Anh đi quẩn lại chỉ có đi lấy mẹ thuốc xong rồi lại trốn cảnh sát xong rồi lại đấm nhau rồi mẹ chán. Làm gì còn cái trò gì nữa. Đâu nhỉ, sao không có cái đua xe này nhỉ. Đua xe nào. Ôi kinh à. Đạt thì cho mày đến mai nó đâm cho chiếc pẹ ra. Này gì Đạt. Đéo ơi. Này gì Đạt này. Đéo hiểu. Đấy, đạp em tôi.
tất cả chỉ còn là một cái xác vô hồn. Rồi các anh cảnh đuổi bố mẹ đi. Thằng mất dậy. Ôi có đeo luôn nha mẹ. Xin phép. Xe của người anh em Quyết này mẹ khá là bá. Mẹ nó lấy được cái xe kinh đấy. Ôi con mẹ. Điên đạt kìa. Ơ kìa. Đéo hiểu. Cảnh sát đâm chết mẹ. Đéo hiểu một chó cảnh ấy. Muốn làm đéo cái mày. Ơ kìa. Đường không? Ơ kìa đẹp kìa. Đéo hiểu khổ quá. Ê chắc đến rồi. Đừng lên đây cho tỏi kìa. Đền tội. Đền tội đi Vũ. Ồ cứt. Của tí bắt luôn nhá. Anh em nhìn tôi mà đứng lên đứng như kiểu mà thủ nĩnh không? Hunter thì đéo nào đến bây giờ vẫn nốt đinh à em? Vâng. Vâng, nghe nó chát chúa thế. Nghe nó buồn. Ôi thổi đạt. Đéo yêu. Chết con mẹ luôn ạ. Khi mũ lộ. Ôi thôi. Chặn xe ở đây á. Thôi, đâu được anh em ơi. Vũ trọ vẫn chưa chết cả. Ô canh chơi đua xe là bật nhau đấy. Bộ anh đang phải mẹ đợi em đây này. Bộ anh đã vào từ lâu rồi. Thôi bật mẹ xe cảnh sát rồi. Còn vũ trọ này. Còn vũ trọ này. Để hiểu bắn toàn vào xe cảnh sát. Ây. Chấp mẹ súng luôn vậy. Thế nó kinh quá. Đéo hiểu sao bắn quả đấy mình lại vào cái xe cảnh sát ạ. Bọn tôi vẫn đang cố gắng đợi Hunter anh em ạ. Khổ. Lâu thế. Nãy vào được thì lại ra hạn cơ. Khổ. Vú chỗ này. Đi. Sao cái xe nó kinh nhỉ. Sụt. Ô làm đéo thì mình làm đéo đâu mà nó bắn mình thì đau quá. Ơ mày nghe cướp nó còn ở kia. Cảnh sát này. Ây à. Rất nhiều cảnh sát trong này phế đấy, chả giết bao nhiêu rồi mà mày vẫn 3 sao gọi thêm trực thăng lại xe tăng ra đây, sờ quát sờ ra đây. Hunter đi đao online kìa. Mấy lần thì có thể đao online mà đéo vào được. Khổ. Khổ bãi cảnh sát chết nằm đây này. Thương VL. Ôi. Ở đây SWAT đấy rồi, SWAT đấy rồi. Đéo hiểu. SWAT đấy rồi. Đạt cứ ra lại. Đéo hiểu mình có đang vừa lấy cái xe chứ. Vừa bước vào cái xe này Vũ đông có mẹ mình. À tao là gì mày đâu. Sát để vào story mode trước. Kéo gì súng em tay vào story mode trước đi. Em dục tốc bất đạt. Con xe tăng đéo gì vậy chớp chớp này. Ôi sao. Ha con chó đạt thì mẹ định mẹ ám sát tôi thằng bất dậy. Thì nó còn mẹ nó còn gây tai nạn, nó còn gây tai nạn cho bố mày này. Gây tai nạn nó không giết được tao thì chỉ có chết thôi. Bố láo bố lêu với anh. Con xe bò quá. Thì có vẻ con nếu hiểu đời đã 80 mấy chắc. Ôi SWAT đang bắn tao. Anh ơi bắn thằng chó Vũ là thằng gây ra chuyện này mà canh. Anh bắn đấy em thì đéo được gì. Mày chủ ấy hả kình đấy. Cảnh nó giết tao rồi. Ôi em bắn xác rồi anh ơi. Em bắn xác rồi anh ơi. Ok bắn đi em hết máu rồi. Bắn đi.
xin mẹ. Thôi đi về. Đi đâu hết rồi? Đi về nhà cho nó lành anh em ạ, nhận nhiệm vụ cho nó lành. Rồi các anh về nhà đi là vừa đấy em còn mốt còn là. Thế à? Về nhà là vừa gì? À con chó mẹ công chủ bắn mẹ sớm nay tôi à? 3-1 thì có muốn 8-2 không? Mẹ. Cái gì đấy? Anh địt mẹ cái gì đấy? Đéo hiểu sao chết ạ. Ây à. Ây à. Cốc chụp. Ờ tao chạy đây bắn mẹ đấy, bắn trúng đéo đâu. Ờ. Bố chạy đây cho bắn luôn đéo bắn được cả. Anh Vũ đi mua quần áo đi nhập nhiều tiền. Ờ. Đéo bắn được chỉnh trên này thì thật mai đéo bắn được Valorant đâu. Bố con chó này. Có tiếng nhỉ, tự nhiên mất tiếng kia rồi. Mất tiếng, ai à, đi. Ai giời. Chẳng qua là tôi bị nó đứng nó ngắm từ trước, úp bẩn. Chào anh, em không làm gì nhá, anh cứ đi bắt hai kia đi. Có gì đấy nhỉ, cái gì nhỉ? Cái gì đâu, có gì đâu, có gì đâu. Có gì đâu. Ai bắn lần sau đấy? Đéo mèo. Mèo mèo ạ. Thằng mèo mèo. Chính cói. Chấp nhận. Thằng mèo mèo nó bắn hộp rồi. Ý. Về à về với chúng tôi này. Thằng tới nào đấy em bảo là bọn anh cứ vào là vừa. Chưa thấy đúng, em đâu. Anh cứ về nhà là vừa đấy. Về nhà chưa? Rồi về nhà đi. Cứ về nhà làm. Không biết nha, nhưng mà từ nãy giờ anh về nhà 3-4 lần rồi. Rồi đấy, vào rồi đấy. Được chưa? Rồi, rồi, đi, rồi. Okay, rồi. Rồi ok rồi anh em ạ. Hunter vào rồi đấy. Từ nãy giờ vào story mode có phải là xong rồi không? Em thấy rồi. Thôi giờ đi về nhà thôi. Bắt đầu nhiệm vụ mới được rồi. Cảm ơn anh em Quyết nha, đã giúp chúng tôi coi như là hoàn thành cái nhiệm vụ. Đợi ơn anh em nhá. Mời đi. Mẹ đã về nhà đéo đâu mời. Ây à. Mấy khi mẹ cướp được xe mẹ SWAT này đâu. Ui. Ây à. Nhìn mẹ nó bắn kinh thế. Là sao? Nổ súng thôi. Nhà ở chỗ nào? Chỗ tao về mẹ. Về để con bắt đầu hết. Khổ quá. Đây rồi. Sắp về nhà rồi. Đi xe này không mẹ cướp được à. Mở cái xe cả. Xe này không cướp được nhưng ở đây mẹ chưa? Mẹ cái thằng cái cái mì điện là bố lấy con xe bố làm cái đéo gì mà bắn bố chưa mời à Trần Hiểu về nhà đéo nó mà mời ai cái đường về nhà như nào nhìn anh em SWAT có một thằng lái mà mình không thể cướp được ạ. À. Đéo hiểu lỗi đây nhà mình kia rồi đường về nhà đây rồi chấm dứt những coi như là giờ phút vừa va vừa vẩn. Cho tao vào! Đi đéo mẹ, đéo được một cảnh nó săn cho đéo thì tao mà về nhà được. Xe mẹ, nếu đi về anh em mẹ nêu mét là xe bay ạ. À. Hết sao đi, mẹ cho em vào nhà. À, rồi, vào rồi. Vào ra, vào ra, vào ra, vào ra, vào ra, vào ra. Mời lại. Mời đây. Sao thấy tốc độ stream bị nhanh như kiểu tua đâu, máy tôi mạnh quá. Do là nó... Tốc độ nó cũng có hơi buồn đời. Rồi. Về làm nhiệm vụ ngay.
phải hết one tật level thì mới làm được. Đợi tí ngồi đây xem GAV tí đã rồi. Cách nhau 10 tuổi thì thôi nhá. Cái gì đấy? Cái gì? Sao? Hả? Anh em bảo tự nhiên để tôi ba. Cách nhau 10 tuổi cái gì đấy? 10 tuổi thì sao? Không hiểu. Suốt ngày. Phụ mẹ. Cách nhau 10 tuổi thì yêu nhau thoải mái, đâu hiểu liên quan gì? Vấn đề là mẹ... Ông 70 lên bà 60 thì đều ai nói câu gì? Vấn đề là cái cháu mà mẹ on top thì lại mới có lớp 6, cách nhau 10 tuổi chết công. Thế thì phải bàn ngày nhá. Bàn. Bồ lao à, bật dậy. Ôi mà ở nhà của em có khẩu 65 này thì vào lấy xem. Thôi, lấy cái gì? Anh mời rồi đây này. À, xe đẹp quá nhỉ. Thôi đi nhờ nghe nghe mẹ mèo với nhau. Ui sủi bay, ui sủi bay. Tuổi gì biết à. Rồi hay quá, có khẩu số ăn rồi. À 65 rồi. Bớt nhớ per chay here via more cái thứ nhá. Mời đây này. Mời chưa? Rồi anh mời đấy. Rồi bây giờ bắt đầu mới là vấn đề, bắt đầu mới mời được cái này. Hunter vẫn là cái hình mẹ số 5 kia thì mời cái gì em? Em đã vào online đéo đâu? Đâu xem nào? À đi, Hunter bây giờ còn đang ở offline. Hình như là, à. Hình như là ai bảo online solo. À đi, online là solo ấy hả? Vâng, để xem nào. Rồi, đây là anh mời thử xem nào. Ừ thì, em lại join qua bên anh rồi. Không sao, cứ từ từ. Mấy quan si. Làm ly vàng em ạ. Đời sống dư dả. Bao giờ trung thu nhỉ? Chắc sắp rồi đấy. Làm ly vàng bú nếu cần phát. Trung thu là ngày bao nhiêu? Đâu anh giúp được mời em xem nào. Mời, anh mời đây, inviting ở đây. Đâu mời lại đi, mời lại đi. Rồi, mời đi. Rồi đấy, tới inviting ở đây. Không tới nhỉ, có phải không tới rồi. Anh đã bảo mà. Khổ và ra là Hunter, không hiểu. Em cứ play online luôn, đi vào solo làm cái gì? Chứng gái mọc vào story mode xong rồi gái thất lạc. Play joy online luôn. Em đốt đếp chứng gái thế. Rồi cảm ơn anh em chứng gái. Đi cậu. Mùng 1 tháng 10 à? Thế còn lâu. À Hunter vào được rồi đấy, anh mời rồi đấy, ngon rồi này. Thấy hiện số 23 này là có vẻ ngon rồi này. Thôi giờ em mới qua mission ăn vài solo session return to GTA online này. Thằng cấp chủ mời sao đéo vào nhỉ? Mời chưa? Mày. Rồi anh giúp vừa thấy em thay số không hay là vẫn số 5? Vẫn số 5 rồi. Mày đang ngủ, đang nằm trên giường. Đây em thử join fan cấp chủ xem nhá. Cái này nhiệm vụ này không làm solo online được, mẹ nó bị bảng lên. Không được, sao mà sao mà em làm được? Đấy, đang thử loading này, qua server của AK anh này. Đây, GTA Online này. Khổ, nãy mẹ giờ tôi xem xong một tập phim mà vẫn... Hẳn tới anh bảo em rồi, là em... Ơ, 23 rồi này. Anh thấy có số 23 ở đích em rồi này. Đang loading. Thay ngay mà FPT đi. Cái mạng phò phạch của MPT nó có được cái việc gì? Nó chỉ có sâu ra số liệu gamer với chẳng game mủng. Nó có được cái việc gì đâu. Hunter bấm home rồi join game luôn kìa. Gặp chat thì em quyết bảo giữ kêu Hunter. Cái cách là bình thường là vào story mode xong rồi join GTA. Rồi đấy à, ngon đã. Rồi thôi đi làm nhiệm vụ thôi, tuyệt vời. Làm mua đạn á, không có mua miếng cái sắt vào luôn em. Đi xuống em đang lấy hết đạn các em. Chúng mình phải làm nhiệm vụ mà không cần phải đạn dược gì. Ấy là kinh quá nhở, nhìn trông người vũ ngon phết chứ. Thì đó người cứ dần cái đó kìa, cái trông người vũ kìa, dần đéo gì. Black Skeleton đạt sao lại có cái mặt nạ nhìn trông như thằng mẹ huấn luyện viên Barca đấy. Hiểu huấn luyện viên Barca nào. Trông nó hèn chứ sao, ý là như vậy. À, mặt nạ đầu lâu này để đổi. Mặt nạ chứ có phải là cái áo đéo đâu, mask style cơ mà đấy. Rồi
Ây à, dọ mõm à. Này trông đẹp nhất này. Nhiệm vụ này là mình sẽ phải đi vào một cái chỗ cắm trại vào buổi tối, giết hết bọn lính gác một cách coi như là kiểu như là không gây tiếng động đấy. Xong là mang cái xe van đến cho thằng Ron. Tức là cái nhiệm vụ này có giống cái nhiệm vụ mà trước đột nhập vào trong cái chỗ gì mà không được gây tiếng động đấy, nhớ không? Bắn à, súng đấy. Assassin's Creed đấy. Cái kiểu bắn súng là không gây tiếng động. Anh có gì ở đây rồi? Ấy. Giết người đảm bảo không tiếng động. Đéo nào đấy xem mình à? Vui đấy. Hàn Tơ lập tức vui cái mức độ này. Ôi lấy được ông cả thủ tư. Rồi ôi tổ thần vũ mẹ để thằng em đánh một chèn với mẹ. Đi cái xe dẹp phò phò thôi. Vũ vẫn lái cái xe. Em cứ đi thẳng đi, cái đường màu vàng lắm Hàn Tơ. Để hóa ra là vậy, Hunter phải chờ vậy xe mình lên để coi cái mà đấm khổ. Nói chung là vua ơi, mình không có tiền nên mình có tự nhá, anh xem nào. Ít nhất cũng phải giữ được một tí tự trọng, chứ còn bây giờ tiền đã đeo to mà lại còn thấy xe đẹp là thích nhảy vào thì không hiểu, tự biết đường chứ mình là mình khổ. Vua vào đấy là cũng nhận ra là đã mua ân, tức là thấy là thấy tao chẳng đến một chiều ấy, nếu không thì anh em Hunter phải Hunter đấy. Đít rồi. Mẹ lửa liếc nó, mẹ nó phụt lay. Uầy, Hunter còn tơ còn đẩy đẩy hộ xe à? Đi. Em cẩu cho phát tên lửa cho nó bỏ mẹ. Chọc chết. Bát mobile luôn mà anh em. Bên kia ơi. Lệch đường ơi. À đúng rồi. Ôi xổi. Tổ tôi làm ưu kinh thôi. Hunter vẫn kịp quay hai vòng chuẩn chỉ luôn chứ hai con rời kia đâu rồi. Đi mẹ lâu thế. Đường tác. Điều nhanh quá nha. Ok anh em mình dừng lại coi như là làm điếu thuốc là đi nước chè khề khà chứ bọn kia thì chắc rồi. Ủa cái điện thoại đi xa thế. Ôi ôi. Khổ anh container mẹ. Hướng quá. Ôi trời ơi. Thôi sao. Ôi dồi ôi. Cái đéo được một chiều là có thằng đéo là ô tô trên này ấy. Đấy anh em xem đấy. Bình tĩnh em ơi, anh đau đít quá. Ui giời. Đi đâm vào cái xe tải ạ. Ok. Lâu rồi không chơi G-Round nữa. Không hiểu nói bao nhiêu lần. Không hiểu. Chưa update chơi cái đéo gì. 27, 28 tháng này nó mới update mới có nội dung bài chơi. Bây giờ vào thì bú kẹt nhau hết ngày à. Không hiểu nói đi. Ơ, cái con này xe điện à? Đến rồi này. Được các anh đến nữa. Chưa. Anh sắp đến rồi, anh sắp đến rồi. Anh nói thật với em, chứ chắc 3 tỷ năm nữa anh đéo thấy đâu. Đây rồi, đi vào cái xe trailer của thằng Trevor. Dừng em ơi! Ok, đã gì đấy, thôi. À, tôi vào đi vào nhà. À, anh em mình đến trước, anh em vào trước đéo gì. Ôi hiểu mày đi đoạn đi. Ô súng này, có súng giảm thanh này. Ô vào đây là chọn súng giảm thanh các thứ thoải mái mẹ luôn. Đúng không? Ừ súng ngắm, súng nước đầy đủ các thể à, loại nhưng luôn. Nhưng mà toàn súng em có rồi. Ơ thơ anh súng ơi, giảm hết rồi. Ờ anh lấy hết rồi, đéo nữa đéo anh để chúng nó. Em nghĩ gì? Con khẩu súng này anh người được này. Này người ta cần silent kill em ơi, ai cũng súng. Đó thì đổi sang ấy. Silent là nút nào nhỉ? Đây là. Đéo hiểu. Đây là súng là. Làm ra để chuyển sang 1/2 với 2/2 nút gì anh em ơi, tôi quên mẹ rồi. Có mẹ hết lâu rồi mà. Đây đi, mẹ.
lẽ ra trong mình mặc quần bó trông hơi đĩ nhỉ. Bó đít phải cứ bể góc nhìn thứ nhất chơi sai lần cho phê ok đấy. Táp à, táp đéo được, táp được cân súng anh em vào. Em đến rồi anh Dũng ơi, lăn chuột rồi, không phải lăn chuột thì nó mới lên cái này chứ, không phải Dũng ơi. Em đến rồi vào mình vậy liền đâu, giữ chỗ nào đây, táp lăn chuột à, giữ táp đây này anh Vũ này, súng này đâu, chỗ nào đây này, súng này, chẳng bên này không khổ, cháu nào cũng có keo, không phải lo. Đây còn mẹ đâu, súng đâu, đi vào đi nhanh mẹ. Đây cái giờ súng đồng thanh được hết. Ấn nút gì để chọn súng của danh ấy? Cứ nhặt hết rồi. Ấn táp để ra cái súng, xong mình cuộn đến cái chỗ cái súng đấy thì cuộn chuột. Đưa đến cái chỗ cái súng đấy thì cuộn chuột, nó sẽ đổi ra cái chế độ giảm thanh. Xong rồi đi đâu? Có cả chưa? Shotgun giảm thanh này hay nhớ thế. Nhớ phải đổi cho giảm thanh lúc bắn nhé, thằng Đạt chưa đổi giảm thanh đâu. Cần gì giảm thanh? Ấn cái gì để giảm thanh sau nhiệm vụ sao? Ấn nút gì đổi ra giảm thanh? Có mẹ giữ táp thì mày sẽ ra cái bảng vũ khí đúng không? Ờ. Mày đưa cái chỗ cái súng đấy của mày xong mày cuộn chuột. Đây có giảm thanh rồi. Ok rồi, giảm thanh rồi. Suppressor rồi. Rồi đi, ra cái cano ở dưới này. Đây sẽ là nhiệm vụ coi như là đột kích trong đêm mà như bảo. Ơ xe nó xuống nằm giữa trên trời gì đó nào. Ơ đi. Ờ. Chúng mày có nhìn thấy cảnh không? Đâu. Xuống mẹ ở trên trời rơi xuống nước là kinh chứ. Đâu, đấy anh bị lag rồi. Ai lèn. Mẹ. Mẹ. Ơ đi. Bố ơi, con chó đi, có sự nào không? Nó leo lên nhanh đấm chịu được. Ơ bập lúc này leo lên nhỉ, bấm ép đúng không? Ép, nhưng mà con chó cái nó cứ tanh tiến, nó đéo lên được. Còn mất giờ xe không lên thì nhỉ? Em lên thì đéo được anh lên mẹ lần đâu. Khổ em Hunter cứ lụp lặn. Lên rồi. Mình biết là nếu đéo lên nhanh là... nhanh lắm. À, không được nhiệm vụ là không phải đeo mặt nạ à? Anh lên cái gì đeo mặt nạ? Rồi. Em lại mày mẹ ra khỏi cano bây giờ. Mai có bắn giải Valorant không anh Vũ? Tôi thì thực ra tôi cũng muốn bắn nhưng mà tôi thì còn tùy vào xem. Ơi, đéo thế chứ. 8 giờ tối mai anh em ạ, nhá. Anh mời anh em coi như là vào nữ lãm tìm tôi. Bắn giải Lolo Lab. Hai trận là vị trí là 8 giờ 15 là chúng ta xong đúng không? Cũng nói với Vũ rất nhiều lần rồi, trình mình có nhưng có tự trọng. Đấy. Cho nên là mẹ cũng đâu có dám mẹ xí sớm gì đâu, chờ Hunter gật đầu mà. Thôi anh em bắn vui mà. Cao lốt cái gì đấy? Giết thằng MC à? Bình luận MC à? MC. Ok không? Tôi mà cầm sẵn dao ra luôn ạ. À. Thằng cấp chủ có đổi thằng súng để giảm thanh cầm AK đi điên à? Đấy. Em đẹp phết em nhờ. Em cầm đi. Huyết dao OLED đi nhá. Nó ghi là huyết dao OLED đi nhá. Đây, em thấy một thằng rồi, để em giết. Ra hướng này. Đây, một thằng này. Giết không? Cẩn thận nhìn nó, là nó những thằng khác nó rồi. Nhìn ra cái hướng đấy là giết là không được rồi đấy. Rồi. Hết tản ra nhờ. Ờ, tản ra ai đấy người giết rồi thôi, có gì đâu tản. À, đấy. Có cái hướng mà nó nhìn đấy, có cái hướng nó nhìn. Có đấy. Đấy, ngoài. Cách tránh hướng đấy ra là được. Có hai thằng đây này. Em cũng phải dậy. Hai thằng đây. Em cũng phải dậy đi ven váy. Em yên tâm xong ngay nhiệm vụ. Không nhưng bắn cùng lúc đấy. Không phải cùng lúc gì đó mệt. Em tỉa nhanh nó không kịp làm gì đâu. Ok. Thôi à, xong rồi. Ok. Hunter 95 Alex the Lord. Thực hiện đi em. Ok. Ok. Thế nào lại bắn bằng súng không có giảm thanh à? Đâu, không đâu, có hai thằng mà, hai thằng nó đứng nó sát nhau, bắn một thằng thì đứng như thằng kia thôi. Anh trước thì chưa tin thật, chứ mà bây giờ anh tin rồi.
sao nó hay bị mất tiếng á? Chắc là do cái đối với bọn GTA nó hay bị ấy, mất tiếng GTA rồi. Các bạn là mình phải đăng nhập cái hot của Vũ Dũng này. Hay bị mất tiếng. Sao Hunter lại cầm cái súng kia? Thật chứ trong hiểu. Cầm của Diều trông kinh vẽ lộn. Em vào cái chuyện trông may mà nó không bắt từ lại từ cái chỗ gì đấy, nó chỉ chắc được thôi. Phá mẹ anh game. Diều mình đâu rồi? Cái gì đấy? Coi thằng Vũ với cả Hunter phối hợp với nhau đi. Vâng. Nó giết hai đứa đi. Fail mệt lắm. Anh em vào đây chờ thôi. Cho lên được. Anh em có biết cái chòm sao ở kia là chòm sao gì không? Chòm bắt đầu kìa. Chòm sao gì? Đây này. Đây một thằng đây này. Hôm nay là ngày rằm này. Để anh cho nó biết thế nào là dìu. Trăng tròn phết. Một thằng chết à? Không 15 thì cũng 16 âm. Mà nhưng tại sao ngày rằm mà lại nhiều sao này? Không hiểu. Đáng nhẽ là rằm thì là phải ít sao. Rồi còn bốn thằng kia nữa. Ở đây có cái chỗ này mà có hai thằng là cần phải hai thằng phối hợp với nhau, anh chỉ giết cái thằng đơn lẻ thôi. Tí thiểu thấy Vũ kêu kinh mẽ luôn. Tiếng đấy tiếng bị zombie nó tát đấy, đánh đấy. Đâu nhỉ? Hú lên. Kinh mấy cứt. Đi cực mẹ. Bố con chó. Chẳng có tiếng sói hú. Ấn nút gì để đi gù gù nhỉ? Thôi chết mẹ rồi. Gì đó? Tao hài lắm. Hài lắm. Hài lắm. Đi. Hài lắm. Hài lắm. Gầu gầu. Thế nào nó vừa mới leo lên mái nhà thì con chó đứng ngay dưới mái nhà nó nhìn ạ. Mẹ. Mấy quán xì. Mẹ em chỗ cho nó sao luôn. Đã mình phải đổi góc nhìn, đúng là không đổi góc nhìn cái nó khổ đấy. Tại anh em có thích góc nhìn thứ nhất thì cảm giác cho nó thực sự là cái gì? Thượng đẳng đúng không? Ừ. Thích thượng đẳng. Nhà góc nhìn này đúng là thật là nó nhìn thật hơn. Anh Dũng Doan xem một tối nay tôi bảo rồi. Cái sự việc hôm qua tôi demo cho anh em thôi. Để biết tài nhau thôi. Chứ bây giờ anh em muốn bắt kèo đấy anh em phải tiền nong nào, đồ nết nào chứ. Kèo hiểu thầy phán tỷ số cho nên không có được cái đồng nào thì anh không kèo được nha. Kèo mồm được nha. Đang đưa anh em về bờ mà anh em đưa... Thật. Nếu hiểu ai chơi kèo mồm. Đồ nết đi phải thầy phán đấy. Cho khổ. Cái này là cứu mạng chứ nó còn không phải mua được bằng tiền thôi anh em ạ. Thật. Hoặc là các anh cứ đứng yên đấy để em xử lý cho hết được. Nhưng mà anh em đưa tiền được một em xử lý đéo được. Phải có đấy, em cũng lại kêu này. Mình mẽ lột. Bạn không giỏi, các anh em bạn không giỏi. Đêm cứ chu lên. Dùng nghỉ đánh chu lên. Thôi xong rồi. Đi thường thực hiện thôi. Luôn đi còn đỡ mất thời gian đấy. Không không. Sao anh thấy tiếng hơi bé nhỉ? Không cảm nhỉ? Em anh bảo rồi cái này đừng dục tốc bất đạt đấy. Mình cứ từ từ mà làm thôi em. Từng thằng một chứ không có mất thời gian lắm. Vũ đi cùng xem đi cùng với Hunter đi nào. Phối hợp hay anh em với nhau. Sao cứ bằng mặt không bằng lòng nhỉ? Đâu dẹp qua những cái bức xúc cá nhân đi. Hai tiếng này. Các thằng hoạt động gì đâu. Đây là lúc chúng ta cần phải làm vì tổ đội chứ phải là nhá những cái bức xúc cá nhân thì tôi biết là có nhưng mà tôi thì cũng dẹp nó sang một bên đi đã, việc nước là việc cần. Mà 10 với câu tin nhô mẹ rồi. Ấn căn chôn để đi rón rén. Đấy biết lâu rồi mà. Thế à? Biết anh Vũ sửa mấy thằng bên cái phải đây, em sửa thằng trước mặt. Bên phải. Nói có vẻ là có giọng điệu khiêu khích ở trong cái câu đấy. Thôi nghĩ câu bên phải á. Có bọn bên phải mà anh.
Ui rồi em trèo dốc kiểu gì đấy. Bực quá ngã cả dốc đi. Đéo muốn đấy. Chơi cùng nhưng mà cứ phải à, chơi. Anh qua bên phải này, khu bên phải, khu bên phải. Thôi coi em sửa bên phải cho. Chồng cái mắt lên mà nhìn mọi bên phải. Anh đi. Mở to nó mắt ra. Hỏi cái nồn. Một thằng ra đi. À anh Dũng. Ơ đi chưa. Đâu thì hiểu được. Nít, sao thằng đấy đi một mình cơ mà. Nít. Em vừa bắn thằng đấy rồi. Gồng gồng. Thằng đấy là cái thằng nhau nó đi một mình rồi. Một mình một đường mà thằng nhau nó lại bị lộ là thế nào. Này để nó đi một đoạn nữa rồi bắn. Đoạn đấy là gần một thằng khác nên nó nghe được từ súng. Cái tôi cái thằng cái thanh nhau sủa này buồn quá nhỉ, đéo làm nữa, đứng mẹ chỗ bực mình. Em hiểu con game nó bắt làm cái nhiệm vụ ẩn náu làm cái đeo gì thì bắn đi. Nó Aropay chứ. Nhiệm vụ Rambo thì không cho. Đang bực mình, đang muốn được Rambo. Có hướng nhìn bọn nó trên map thì đúng rồi, nhưng mà nhìn thấy thằng kia đi một mình mà, đéo hiểu sao. Khổ bọn kia chắc nó muốn là mình vào giết mẹ nó luôn cho xong đấy. Khổ. Cứ chết lại bị lôi ra lại lại bị đào mộ lôi dậy xong rồi lại vào đi loanh qua loanh quanh. Rồi đây, tôi với Đạt thì thôi đứng đây thì đứng đây để xem tìm hiểu về các trò thôi. Ủa, mình đánh mẹ lên. Thấy Hunter đi đâu đi ra đó đi. Có lại quay đi làm gì? Hunter một mình đủ sức mà. Một mình bắn đi đéo được. Nó trong có những cái thằng đứng hai người một chỗ đéo được. Là khẩu mẹ va đan huyền thoại, va đan rồng mà. Va đan. Mì chính va đan à. Thôi đứng đây thôi. Đứng đây là đứng đợi đằng kia qua đây đó. Trông vui không? Kiểu dốc chứ cặc. Ngã lộn về cổ ạ. Cố lên Hunter, bọn anh tin đấy. Tinh vi ngã là có leo được đéo đâu. Thôi đừng lấy anh đái xuống cho. Vũ thì đứng ở sau ai ngã đẹp hơn không? Thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Hiểu lâu thế, hiểu nhanh lên em. Có ai nào bật chết thằng đấy báo động nhỉ? Báo động đéo đâu, chưa. Chưa. Đúng rồi. Chưa. Cái thằng này Hunter bị nhỏ sàn chấn. Nhiều quá bây giờ còn đéo biết là báo động hay chưa luôn. Khổ. Có mấy cái chỗ có hai thằng kia là mình tiêu diệt mấy cái thằng đấy, một trước này. Có mấy khẩu cũng phải giảm thanh có cả rồi. Còn đấy, đấy. Bảo đấy, để chuyển sang thằng nào bên phải, nào bên trái đi, đừng có bắn đi, vớ vẩn. Đi rồi đấy, đi rồi đấy. Chưa đi. Chưa đi, phải ngắm. Ấy, hiểu rồi. Tức là nó mà có kiểu có hai cái phải khử cùng hai... lúc chứ sao em cứ đúng rồi. Thằng đây cái thằng trước mặt, hai thằng trước mặt này phải giết cùng lúc mà. Ừ. Đây đó, bên phải bên trái cho Vũ thì em bảo đi cho nó mất thời gian. Để luôn. Đây này, em chạy bên trái nhá, anh Vũ chạy bên phải đấy. Ừ. Bên phải à? Đừng có trèo, đúng không? Anh chạy bên phải đấy. Đừng có trèo lên mái nhá. Trèo mái chết đấy, có thằng cái mái đấy. Mẹ nó có thằng đứng ngay dưới nhìn đấy. Mẹ em Vũ chạy hướng kia đấy, hướng bên phải mà. Bên phải. Đấy, đúng rồi. Rồi đi đâu? Chỗ này làm gì đấy? Đây là giết hai thằng này thôi. Từ từ cho Vũ nhìn thấy đã. Đi ngủ mà không ngủ được lại vào xem tí à? Xem tí á? Sao được? Em không thủ đường đâu nhưng mà. Đấy, bị phòng cái trailer, xe trailer đấy, đằng đấy nó mày sẽ nhìn. Có thằng đấy, có thằng đi một mình. Đúng rồi. Từ từ thằng đấy bị nhìn, thằng đấy bị nhìn, thằng đấy bị nhìn nhá, không được nha. Cái gì đấy? Nó sẽ là có tiếng súng đâu đấy? Xem tí về cho anh xem lại tí đấy nhá. Có mẹ cho Vũ bắn đúng không? Bắn đéo đâu? Mẹ! Thực hiện đi! Em bạn không giỏi. Nó bắn em còn chưa làm gì nhiều. Chỉ go go! Mẹ! Đéo hiểu nó bảo. Mới thò khẩu súng ra nó bắn rồi, phải bắn tinh thế. Hách mẹ rồi, chắc vừa rửa mặt. Để ý tầm nhìn bot anh giết để bọn khác nhìn thấy cũng bị mít. Ờ cái này anh biết rồi em có cái kiến thức nào nó hay hơn là cái kiến thức mà muốn ỉa phải dặn cứt ra khỏi đít đâu. Thì em còn thì còn mấy kiến thức này thì nó có hơi bình thường qua Vũ hướng ạ. À Vũ này Vũ hướng nghiệp đây mà. À Vũ hướng à, hướng nghiệp à? Vũ hướng.
đúng là tên là Vũ khác nhỉ, toàn những thành phần nó mẹ buồn. À rồi. Hướng Vấn Thiên. Này, Đạt lại ngã đây, Vũ ngã này. Mẹ đi. Yên à. Đạt rồi, rồi. Ôi rồi ơi em tôi. Ôi. Ôi à, cuối cùng sau của 10 lần thử được Hunter bị đá bay nữa rồi, đéo nói gì cái bán vừa rồi mà. Nó bực. Thực ra nó bao công đi giết những cái đứa kia mẹ, cuối cùng vẫn là cái thằng tạ nó đã ghét rồi. Để nó phải khổ. Em có bực quá em cứ nói ra không phải. Đừng có anh bắt thằng này nhá. Ôi bực đâu. Đâu anh bắt thằng nào. Bực đâu. Đó. Thôi xong rồi. Xong rồi. Cái gì mà xong. À hay quá. Càng tờ mình cứ trêu là lại sợ. À từ đó. Giết thôi hướng bên này đấy các anh ơi. Giết hướng bên này. Đừng đột kích đường đấy. Đường đấy nó chắn cái tường rồi. Chắn gì tưởng lao ra mà giết chứ. Thôi rồi. Đường đấy dễ chết lắm. Cái đường bên này nó cũng bị khuất tầm nhìn rồi. Bên đấy à? Không đi được bên này nữa à? Vâng. Đi hướng của em này. Kính đi đấy, kia. Kính đấy. Để, đột kích cũng phải nó có chiến thuật. Yeah. Đột kích trong tầm ngắm đấy. Anh nghĩ là em chỉ nên nói với Vũ. Anh bọn anh thì nó chậm dễ dàng lắm. Bay nãy giờ vẫn ở vòng ngoài mà. Đấy, rồi hai thằng rồi, đi rồi. Hunter làm ngay hai thằng. Làm nốt thằng trên kia đi em. Cẩn thận chỗ đây có hai thằng nhá. Một người trái, một người phải đấy. Thôi để em nghe vị trí của nó, xem vị trí của nó. Nghe vị trí à? Có một thằng con bột ở kia kìa. À thế thôi. Thấy chưa? Này nhiệm vụ nếu hiểu làm 10 lần nếu qua được cái nhiệm vụ phổ phạch. Từ nhá, có một thằng nó nhìn đấy nhá. Cái thằng nó đi bộ kìa. Giết thằng, thằng đi bộ đi ra ngoài đã dưỡng giết. Được rồi, xử lý hai thằng kia rồi đấy. Vậy nó ở sau này rồi. Em bắn thằng uống rượu hay là thằng đứng yên? Thỏa thuận đây, anh xử lý. Từ ra xem nào. Đâu. Thằng uống rượu hay thằng đứng yên? Có hai thằng, một thằng uống rượu, một thằng đứng yên. Rồi, mỗi thằng ngoài thôi. Tao mỗi thằng kia thôi. Thế là ổn rồi. Ra giết tao đi. Thằng ấy gì? Nó đang gần thằng nào kia? Gì mày nó đang gần thằng đạt đấy, thằng đéo nào đấy? Vũ, để ý vào. Đâu em đang đứng ở về sau tường mà, nó không nhìn thấy. Nó đang đi đấy, nó đi thằng ấy, thằng đi xung quanh. À, thế thì nó chết rồi. Ờ thế móc đằng sau nó rồi, móc lỗ ở sau nó. Móc bắn thằng đéo. Sao móc lỗ đằng sau ấy? Kết thằng Vũ vẫn chưa giải quyết mà. Sắp rồi. Đấy, bây giờ giải quyết rồi. Em không phải ra tay, em cứ để anh ớt đi. Nó đã ghét rồi thì làm gì nó cũng đéo cho đâu. Lấy cái xe van, tìm cái xe van. Là đâu? Nó bắt mình đi tìm cái đéo ở đâu? À kia cái màu đỏ kìa. Đâu? Bọn nó đến à? Có cái đấy. Xe đấy. Từ từ, nấp. Ô đoạn này như là phứa rồi đấy. Phứa rồi. Phứa mẹ luôn. Chết hết rồi sao ấy? Gì con á? Phứa luôn. Rồi tìm cái xe van đấy. Xe van màu trắng trắng ấy. Nó nằm ở đâu? Xe van màu trắng trắng à? Vẫn nằm đâu đấy trong cái đống này thôi. Có thể là ở cái chỗ hai cái thằng mà một thằng uống rượu ông nãy đấy. Ây da. Giờ thì anh biết phải làm gì. Sẽ không còn lại gì. Đấy, không phải xe van à? Xe đỏ à? À xe van là xe 16 nhỉ? Kéo hiểu, vẫn còn đóng đâu là xe van. Bọn này bọn biker đấy. Biker. À đây rồi, xe van đây rồi, chú em. Đây, xe van đây. Hai xe à? Xe màu đen mà canh, đúng xe nào? Đấy, đây này. Rồi, vào đây.
Ơ mở cửa em với. Cần gì đấy, cái này là... Có 2 xe ở đây mà. Hai xe mà. Ờ nhưng mà nó vẫn ghi là Get in a van kìa. Bà nó có 2 xe mà, mình phải đi 2 xe em ơi. Tìm thêm 1 xe nữa, tìm xem xe nữa. Xong tìm mẹ rồi còn nhóc hiểu đây rồi còn gì. Đâu đâu. Đây, 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 em lên đấy. Ừ. Ấn ít. Lên em. Nhanh. Vũ là dừng lại cho nó lên. Hả? Đáng hiểu, dừng lại cho Hunter nó lên. Không, nó ngồi với. Nam đi rồi. Em là em cũng không ngồi cạnh Hunter cho lắm. Hunter là bực lắm rồi đấy. Đạt ngu đéo biết gì mẹ phối hợp. Thôi, giữa Hunter nó lại tưởng thằng nó chửi luôn trên sở chỉ thì nó lên. Đấy. Thật lại dừng con cắc thì thôi. Dạ. Lại chửi Vũ luôn trên sở chỉ thì anh em lại khó nói chuyện với nhau. Hơi khó thật nhỉ, anh em chưa có bắt đuổi anh kìa. Đuổi cái mẹ nó phi nhanh em... được em lo gì. Nhưng mà anh này chúng nó bắn đéo được, xe mình sẽ trúng đạn mà. Thôi nhưng mà em phải kéo đi chết rồi đấy. Cấp thủ chết các bạn kìa. Vũ chết các bạn luôn rồi. Thôi nhá, thực hiện đi. Ôi nó phê phê kìa. Phê phê. Thực hiện đấy. Mẹ đéo biết. Trời ngu. Ghi tên ai thì cái đấy phải chịu. Thì mẹ nó làm lại từ đoạn kia. Không, lấy xe va là được rồi. Em có thấy cái cửa kính của anh Dũng bị thủng mà. Xe này vấn đề là người ta đi giỏi mẹ, bọn thằng Vũ đi ngu. Xe này chống đạn Vũ mẹ. Thế đéo đã thấy Đạt lăn lông lốc. Dí con mẹ vào cái họng súng chúng nó mà. Đéo hiểu để làm gì luôn. Trò mèo. Nó bắn cho chính xác. Mấy thằng đang ngồi. Thằng cứt thì... rồi. Bãi biển con mẹ nó rồi. Đi còn mẹ. Em tôi làm tất gì. Tôi thề đấy. Đấy, 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 đấy. Nói chung là nó được cái việc cái đó mà. À không, đây van rồi. Mẹ van à? Van rồi, à, đéo ai chơi cái trò bất dậy. Ờ, à, ngồi ghế phụ ngay. Đạt làm gì mà chim trắng mồ côi thế? Đâu, Hunter làm gì cái chuyện bỏ anh em. Đi cẩn thận em nhé. Đừng có dí mặt. Cứ đi vào... theo anh, cứ nhìn thấy anh đi như nào đi theo anh thôi. Úi giời. Hunter đi thì đéo nào em lộn cả xe rồi. Chán. Chạy nhanh em ơi, xe này không có chống đạn đâu, anh đau lắm. Tôi lái bọn kia đéo rồi có cửa luôn, cầu thứ nhanh. Tôi còn bật phải góc hình thứ nhất cho anh em nhìn cho nó Fast and Furious thế này. Lái mức độ bọn kia còn đéo đuổi kịp để nó bắn luôn. Tránh đường mẹ luôn. Đi thỏng mẹ xe rồi. Thỏng thì đéo được. Tầm luôn. Đừng đâm vào xe đó là tớ, đâm vào nó chết đấy. Tao vừa đâm cả hai xe nó luôn. Vũ mất tí máu đâu không? Chả mất tí nào. Đấy. Đó là cái chin mà. Lái đéo như con cặc vậy. Kệ tao, mày có mất máu chưa mày cứ kêu gầm lên. Ờ, cũng chưa tí mất lắm. Ngồi im mà thưởng thụ những cái mẹ fan. Ý con mẹ. Đấy. Anh em biết ai là quả tạ chưa? Này, này. Thôi. Thật tớ. Tôi vẫn còn là vẫn còn một mạng. Công Đạt là ăn đạn vào mồm. Ôi dồi. Anh em cố đi về nhá. Anh Đạt vượt cửa xe lăn ra ngoài. Ôi, đi, nó sắp chết rồi. Thôi sao? Đấy anh em thấy không? Tôi lái nó, thậm chí tôi Vũ còn đéo mất một giọt nào. Thực hiện đi em. Mà anh ta. Đồ không? Quá là... Chết sống lại. Thôi để anh lái cho.
đè ích cúi người xuống vô lăng đỡ dính đạn đấy. À đấy, thằng Đạt ngồi ở bên thì đè ích vào cối xuống bú cu Hunter mới có sức để mà nó lấy được. À, ích là sóc đúng không? Sóc đấy, sờ sóc ích mờ đúng không? Ích sóc bằng miệng đúng không? Sóc miệng đúng không? Thôi em tránh ra thì một xe là để anh lái, một xe để Vũ lái đi. À Vũ đeo lái được, cho con chó Đạt nó lái đi. Không thì nhìn anh lái nó nuột nà, mẹ ngồi sao trên xe anh yên tâm mẹ luôn. Con tự đánh lái cho em bắn đi. Đạt bực rồi đấy, sắp sửa lại tình anh ấy. Anh đi xuống đấy, 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 đấy. Được cái việc đi trước thì chỉ có chết trước thôi. Đấy. Cái sự ngu si nó thể hiện rõ mà. Dù có đi trước thì nó cũng như vậy thôi. Có cái gì đâu. Anh lên tâm đi. Không vấn đề gì em ạ. Đâu cuối rồi. À, mấy chết rồi. Khả năng lái xe của anh nó là gọi là thượng thừa. Đấy, lại phát em phun nữa, tí cực đâu. Còn nhìn cả vết đạn thủng ở trên kính mẹ chắn gió mẹ, nhưng vẫn không mất máu nào. Bố đời. Lái thế này thì bao giờ Đạt cái Hunter có thể đuổi được. Một cú lượn nhẹ nhàng đã khiến cho toàn bộ team bạn việt vị. Bắn bố mày. À, ô tô đằng sau mẹ chết tài xế rồi. Chơi đéo được. Lái người lái xe nó giỏi khác bọn. Có gì nhá? Cái gì? Hết máu rồi á? Mất máu rồi. Mình mất tí gọi là cho nó vui chả lẽ lại. Mày láo này. Tôi đã lái một tay mẹ luôn. Nếu hiểu vậy lái một phím là phải lái hai tay à? Thế nó mới chính xác trong từng cái pha xử lý. Ôi giời, để thằng Colin nó bắn mất máu rồi. Thôi chịu khó lái nó chỉ đến như vậy thôi, chẳng lẽ không mất máu nào. Em Đạt với em Hunter em lại buồn. Hai đằng kia thì còn đéo thấy tăm hơi đâu. Hai đằng kia đi mà đừng lại. Đi nhầm có mẹ đường. Thôi xong rồi, xong rồi. Sao em không vấn đề mấy quan si. Tin ở anh là được. Thì bắn mẹ chết rồi. Người lái là chính. Bắn chồng đây, đi đường này, đi đường tiếp này. Không vấn đề gì em, đi đường này không vấn đề gì. Đường này bị chúng nó vây rồi. Không sợ. Lo cái gì em? Có nhiều. Hiểu đó. À, còn cái nhà kho. Đi về an con nhà bà Toàn luôn. Cả hai máu vẫn 99% luôn. Đấy. Bây giờ chỉ còn coi như là vậy. Chờ đợi đó. Hai em tôi thôi chứ còn chả còn đó, việc gì nữa rồi. Em vậy chờ vậy hai người em thôi. Có tạt qua rồi đem cốc trà sữa về hơi buồn. Đạn này thì đéo đạn, đéo biết đường đi rồi sao. Làm trò gì? Làm gì? Mày! Đấy đi giữa hả? Anh điều đấy. Đấy, tao biết ngay mà. Đâu, tao gọi là đi lên để lấy cốc cua. Ôi dồi ôi. Ôi ôi. Kẹp con mẹ này đéo đi được.
anh em nhìn cái tình trạng của hai cái xe, anh em đã thấy nó khác bọt chưa? Một bên là đèn đóm các thứ nó vẫn còn sáng trưng, một bên thì vỡ hết cả đèn cả đoẹt. Đây. Hey, the lost, right? I mean, those guys don't. Chồng kiểu giống I mean, we're neighbors, right? See, I mean, I don't shit on my doorstep. Đi chạy mặt nhìn trông bằng thật. Sao nó cứ chiếu vào mặt mình nhỉ? Chiếu mẹ mặt thật khác. Rarely shit on doorsteps. And when I do, cái gì đó? Quá là anh đặt ra bắt đỏ. Cái đó gắn đầm à? Ôi mời. Ủa? Ủa? Trong này ma túy đá rồi. Ôi, hóa ra trong này là mẹ kẹo ampicillin kháng sinh. Thuốc tăng sức đề kháng. Amoxicillin. Sao nhân vật của anh đó đạt đến đó bắt đỏ à? Vampire đấy em ơi. Ôi Hunter kìa. Ờ là vô làm cái đéo đâu mà bà lát đi đu. Cái con mẹ chỉ muốn cái việc ngồi cái xe phô phách. Hunter em anh không biết hiểu sao đấy. Thích được đánh giá thôi. Tôi là cái người mà đánh lái xe nó vậy, anh em nhìn mà chỉ biết chóng mặt. Thế mà lại mình... xếp dưới cái thằng phò phạch. Tôi còn không bắn thằng đéo nào ở trong cái ván vừa rồi luôn. Nhớ hiểu sao. Xếp xe Hunter sống sao cả, mẹ cũng đéo lái xe kìa mẹ. Chắc là cũng là công bú cú. Để hả? Chị hiểu luôn. Thôi nhưng mà cái hệ thống đánh giá của game này nó cũng đúng. Có khi lần đầu tiên tớ Bron giật đấy nhỉ? Này đi. Bực, tớ bực, không bực. Nói ra, nào luôn. Trước em cũng bị Bron rồi. À đấy ạ. Giật tím người. Hôm nay chơi có Vũ không? Có mà anh. Trước là có anh em nào bảo là donate, nếu được Bron vừa zone thì donate á, nhưng mà không thấy. Thì hôm nay thì có anh em nào thì fan Dũng xê sủi xê xẻo gì không? Có, coi như là hôm nay chưa có kèo thì ra bọn tôi mới chết nhiều thế đấy. Căn bản là vì như vậy, nó phải có tí coi như là táo mẻ và thì mọi thứ nó mới vui vẻ được. Sao nay giỏi vậy, nhiệm vụ nào cũng qua. Yeah. Chuyện. Ơi, sao lâu ấy nhỉ? Auto fire compatible. Nhỉ? Ao rồi. This. Bay về story rồi. Em vẫn đang là quay. Em là nhiệm vụ đấy hết chưa? Hay còn nhiệm vụ nữa? Chưa, nhiệm vụ này xong rồi còn một cái nữa thì mới hết được cái phần mới hết được. Đéo hiểu lốt lâu thế. Văng game mà ơi. Không, văng thì đúng rồi, nhưng mà ý là... Rồi, bà rồi. Rồi, rồi. Em về một cái section online nào đấy rồi. Về đâu chả được. Mời đâu chả được. Ồ, vẫn thấy con xe của Hunter này. Thế khi vẫn đấy đấy. À mất rồi. Ta đi mẹ lại. Lại quay. Em quay này. Vừa mới vào được rồi cơ. Anh vừa vào được thấy tên hai thằng gì vừa giết nhau cơ. Anh lại quay. Nhiệm vụ tiếp ông Dũng không chết 50 đô. Còn chết ông mất tôi 40 đô. Ôi, mẹ đéo hiểu là còn cái kèo ở đâu là tôi chết tôi phải mất tiền cho anh em. Tôi đéo được nhỉ. Chơi cho xem. Ở đây ba anh em này rồi. Kèo lại còn kèo ngược, chứ hiểu. Này, này thì theo còn kém hơn cả Dũng xê sủi, fan Dũng xê sủi. Online đấy. Cái sao đéo có tiếng. Đây, Vũ đây này đang ở trên cái xe buýt phò phạch gì kìa. Ờ, đéo hiểu, đi con mẹ luôn. À đây, em vào rồi. Đây, giờ phải về nhà. Về gần đây thôi. Hay quá, xe mình. À, xe mình đồ đéo ngon lắm. Đã mất một tí máu này. Hunter bắn chết, bắn ra nữa à? Đệt. Đấy, game xem. Anh vô lên xe nào, anh vô lên xe. Xe mình Hunter bắn hỏng mẹ lốp rồi.
Ôi, xe em có một chỗ em lại rủ anh lên xe, thế là tiếu đó. Chắc là phải va vừa rồi biết là ngồi cạnh. Ôi cái đéo nó bị một sao, cái làm cái đéo nó một sao. Đéo hiểu đấy. Ôi xe còn sang mẹ vành rồi này. Ôi em cũng bị một sao rồi này. Không ai biết gì đâu. Ủa kiếp anh cảnh sát anh phi kinh rồi. Em lập đéo thì bị hai sao con mẹ rồi. Đéo biết. Ăn cất rồi. Đéo vào được nhà. Xe này trốn cảnh sát bá lắm. Còn mẹ ơi đúng đầu. Bắn bố mẹ. Bắn bố mẹ. Mất tiếng rồi. Tôi nhớ hiểu sao tự nhiên lên mất tiếng. Nhìn lại. Thôi anh em sóc. Tôi bị lìa lag. Thế nhưng mà chưa là có cái cách chữa bằng cách gì đây? Là có lại tiếng này. Nào nhỉ, quên mẹ rồi. Nó vẫn có tiếng menu nhưng mà tiếng game thì không còn. Tức là anh nói là vào xong là cũng thấy tiếng game nó bé đi so với lúc đầu luôn. Rồi, rồi hết sao rồi. Chúng ta vào nhà rồi. Chuẩn bị vào nhiệm vụ này. Đâu canh nào của chú nhào đấy. Anh đang về nhà rồi, anh mời chúng mày vào là được rồi. Chuẩn bị đến với nhiệm vụ sau cùng thôi anh em. À vậy đã sao cùng đéo đâu, rồi nhiệm vụ là quýt. Ôi giời ơi. Đéo được nhỉ. Đấy, here we are more mua luôn. Ôi giời ơi, tiếng gì đấy? Tiếng gì đấy? Tiếng gì? Tiếng gì bắn tên lửa bầm không? Đây mời nhá, cốc chủ này, vâng. Hunter này, PAV này. Nhiệm vụ này là đi đến nhà kho giúp cho hai cái xe van đang chứa rất nhiều đồ có thể đi về đích được. Nói chung là sẽ là bảo vệ hai xe van. Nhiệm vụ này là bắn nhau rồi, không còn ẩn nấp, không còn phứa vạ vẩn nữa rồi. Đây là phứa rồi. Con đó chặt đâu rồi? Ơ kìa. Em nghe nó nói gì nhỉ? Đây mở chưa? Mới rồi. Chết đó. Phone for fail 2 lần 200k. Dưới 3 lần fail 100. Rồi. Thế thì phần thưởng này nó hơi ít. Anh em 200 đô hay là bao nhiêu chứ? 300 đô hứng ngay. Điếu hiểu sao mất tiếng game. Đây 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 đây, Minh Hiếu Mren chết dưới 3 lần 500k ngay không nói nhiều. Rồi Minh Hiếu Mren nhá. Ok. Chết dưới bao nhiêu cơ? Chết dưới 3 lần. Chết dưới 3 lần. Là có 500k ở tỉnh đấy. Thế thì xem có kèo chết dưới 1 lần lại chịu dưới luôn đi. Vũ kinh. Đấy anh em xem streamer thôi 500k đủ tiền để mua ma sói rồi, khổ đỡ phải đi. Ma sói là chơi mười mấy người đấy, 500k không đủ mua đâu. Ờ đúng rồi, thật nhở. Thôi thì mà 500k thì cũng đủ cho ba anh em rồi. Thế thôi. Hunter chắc không lấy đâu chứ còn. Thế là còn gõ Hunter nhá. Bảo Nguyễn Hoàng chết dưới 1 lần 100 đô. Đấy à. Đấy kìa. Đấy đấy. Đấy kèo hai củ lần. Luôn đi kìa. Như vậy là nếu mà mình chết dưới 1 lần là mình sẽ được 100 đô này là hai củ cộng với 500k kia nữa. Là hai củ rưỡi. Đấy. Nhưng mà đây là kèo donate hay là kèo mồm? Biết thì đéo được bây giờ thì cũng phải chấp nhận đi chứ. Bây giờ thì chỉ mong là không phải là không phải là gì thôi chứ bây giờ là anh em donate phát đầu đi gọi là cho nó chắc cú chứ còn anh em donate một tôi hứng thú nó không có nhiều đâu. Bảo Nguyễn Hoàng nhá, chết dưới 1 lần 100 đô. Chết dưới 1 lần chính là đéo chết lần nào mà nói mẹ cho nhanh lại còn. Rồi.
Hy vọng bảo là bảo Tín Minh Châu chứ không phải là nhá. Không chết sắt nào 1 tỷ. À đâu, tôi đã xem xe gì á. Ơ chưa? Ơ chưa kịp chọn xe. Không, xe sủng bị sắt. Chó điên này, lúc ao này. Lúc ao là team nào? Anh với em là team chó điên. Lúc ao là chỉ việc đứng chờ thôi à? Đứng chờ thôi à? Được đấy, hay đấy. Đi luôn. Vào thôi. À, cái mặt ở đấy hợp với em đấy. Được. À, chờ cái này cho nó. Rồi, bố đời. Ui giời, được đấy. À, xong rồi. Dùng xe chống đạn à? Ít đéo đâu, nó có cho tôi dùng xe chống đạn đéo đâu. Nó bắt phải dùng xe ấy mà. Mà cần gì phải chơi chống đạn, đéo hiểu mẹ. Bọn tôi chơi là trình nó quá là cao rồi. Hunter vẫn chưa ready rồi em. Đi, đi, đéo đi. Có kèo á? Đâu, kèo đâu? Đây, xem nào. Chưa? Không chết phát nào, 500 đô nhé. Dịp vậy, thấy nghe đã biết là dịp vậy. Nghe đã biết là đéo bao giờ có vẹo gì. Ác ma TV, nghe là thấy ma đạo. Ác ma TV. Hôm nay nhìn ngực Vũ như mới nâng hay sao nhỉ? Nhìn trông mẩy thế. Thế hiểu. Mọi khi nó chảy 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 cơ. Đấy thì mẹ. Ra đéo báo ra biết nhiều. Này. Đéo nói nhiều. Đéo hiểu sai gì đấy. Địt còn mẹ. Tao mất một mạng đây anh nhá. Rồi, mất một mạng đấy. Còn đi em đợi gì nữa anh tớ. Đi nhá. Nói chung là kệ mẹ Vũ thôi, cứ kệ Vũ thôi, cứ làm gì kệ. Là mình không có tiền mình phải có tự trọng rồi. Châu này chậm nên chỉ có uống nước đái thôi, nước đục đã là may. Úi dồi ông đạt lại kìa. Có tiếng nhỉ, có chịu lên tiếng. Chết. Xe tơ ken, anh em nhớ hộ tôi không chết phát nào, 100 đô không nhiều lời. Rồi, có anh em xe tơ ken đây rồi. Tơ ken. Ken em biết là hai đi ken hay là... hay là gì đây? Ken sủi. Hay là ken đi sang. Ken đi sang. Không chết phát nào khó đấy. Sao em lại chưa gì em đã đánh giá cao vậy? Chơi em lấy thích nhỉ? Chồng Vũ ấy. Đi đến chết đây Vũ ơi. Sao được? Tấm mày hung thần xa lộ đây. Anh đi! Hùng thần xa lộ rồi mày. Thằng ô tô vậy quay đéo xi nhan. Mẹ bẩn thỉu. Đi con mẹ. Cái này thì là thằng đàn. Đéo phải thằng nào. Ngồi trên xe nhìn mặt Hunter lái trông đăm chiều môi mím là kiếp khổ. Thế đéo là cái xe này ngồi lại chặt đến cái mức độ là đầu gối lại để tận trên mặt đấy em. Mẹ cao khổ mà. Em thử ấn V mà xem em nhìn đi cơ. Cái đầu gối của em lông lá để mẹ em tận trên cả cái chỗ vô lăng khổ đéo chịu được. Chân anh cũng phải để em tít tận cả cái đồng hồ ạ. Mẹ xe là hơi bé em nhá. Xe em nào. Mẹ em đi rồi. Muốn chết con mẹ rồi. Đéo hiểu còn chưa đến nhiệm vụ này chứ các bạn không sao em. Mới còn vẫn còn một phần nữa mà nữa, một lần nữa mới đai. Ô đi con này. Em lái cái gì đây nhá? Ok Hunter đéo nào lại chê xe chặt tay sợi lao vào sửa xe đấy em. Em okay. bấm nhầm dép. Ôi giời ơi. Buồn cười. Vũ. Đi xe máy cơ. Em vào đi em còn đứng đấy. Sang bên kia mới vào được. Cái buồn cười nhỉ? Có kèo mà đi chơi. Mẹ đéo hiểu. Đéo hiểu thật đấy.
Nhưng mà tưởng 100 đô là lúc bắt đầu nhiệm vụ, cái này là bắt đầu nhiệm vụ đâu? Ờ, bắt đầu nhiệm vụ đâu, đúng rồi. Đúng rồi. Bắt đầu nhiệm vụ đâu đâu? Chắc bắt đầu nhiệm vụ đâu? Ờ, đúng, chuẩn mẹ luôn. Đã bắt nhiệm vụ đâu? Đúng rồi, kèo vẫn còn nhá. Chuẩn may Hunter thông minh thằng em phải được. Chưa đâu nhiệm vụ anh em ạ. Chưa hề bắt đầu nhiệm vụ mẹ luôn. Đã làm cái gì đâu? Bây giờ là đi ra chỗ nhiệm vụ nó chưa gọi là tính. Đúng rồi, bây giờ mới là đi ra chỗ nhiệm vụ. Đi đâu? Không thì bọn tôi còn đâm cho Vũ chết đấy thì mất 100 đô rồi. Lại xe tốc độ nhanh lại khó ghê. Nếu mà phải bắt đầu nhiệm vụ rồi tôi không bao giờ phải lái kiểu ẩu tả này. Đấy anh em bình tĩnh còn kèo sẽ tự ken comment ngay. Anh em bình tĩnh còn kèo đúng rồi. Đúng là anh em Seater, đúng là anh em này là cuộc. Rồi. Anh em này đúng là hai đi Ken, không phải là Ken đi sủ để tốt. Ken nhiều bọt chứ. Đi. Đéo cái nhiệm vụ đi xa thế. Có nhận game này nó làm rộng mà nó chi tiết vãi lồn. Thế thì mới bú tiền được đến mẹ 7 năm rồi chứ. Làm một phát bú tiền 7 năm. Doanh thu mới đạt được hơn tỷ đô chưa? Em từ lâu rồi. Tiền. Bây giờ nó tính là đơn vị chục tỷ mẹ rồi chứ tỷ đô. Ngon vậy là... Ngon! Tỷ đô. Nó làm thì được chứ. Thích tưởng. Tỷ đô chắc còn... Ôi con mẹ! Nào. Cuối cùng cũng đến nâng. Vị trí kìa. Cái chỗ này là của roleplay là hay buôn gỗ là? Ừ đúng rồi. Vào chặt gỗ. Tí thì lao mẹ vực anh em ạ, khổ. Vào vị trí. Con này là con Martis của tôi, đi nó hơi chậm. Xuống xe. Đứng ở đây em. Với từ lúc vào tôi ghét thì tôi phải... Đợi cái đội kia kìa. Vũ với Đạt là đội lock out đấy. Đợi chúng nó vào vị trí chúng nó đã. Lần này là nói chung là để một mình Hunter xuống giải quyết hết bọn này nhá. Hai thằng kia là lock out có đứng một chỗ thôi. Bắn bọp thì sất. Tiền cả này nó có sợ bị phát hiện đéo đâu, có phải bị sơ tiêu đéo đâu. Vấn đề bị nó bắn chết. À tôi nhớ cái quest này rồi, 100 đô hơi ít nhé. À hóa ra là anh em Ken đi sảng. À quên, anh em Seater Ken là anh em đã tính toán trước à. Này. Ý anh bảo là map này nó khó. Này anh em cả Seater Ken, anh em xem lại xem có ghi nhầm 1000 với cả 100 không? Có sự ghi nhầm. Hunter đeo mặt nạ kìa em. Đeo mặt nạ, rồi. Để trông cái mặt nạ Hunter trông. Không. Hai đang cho cái làm chỗ gì vậy? Em đi sai đường. Em đến rồi đấy. Em đến rồi đấy, đang đứng ở vị trí rồi đấy. Em mất xe rồi, phải đi bộ thôi. Đâu chỉ hiểu. Ý, vậy quần này xuống nước vậy bóng nhảy. Vậy rừng thiêng nước độc quá. Chết bại phát nữa thế thôi xong. Ai cho xe đến đón các em đang ở thác nước. Thác lên. Thế vừa bảo là cuối cùng cũng đến. Thật. Đến thác nước. Đéo lên được nữa rồi, lũ rồi, lũ quét rồi. Sao lại có tàu đi qua? Sao mình lên bờ đây? Ô, có tàu đi qua kìa. Ừ, có hết mà. Sẽ đi tiếp vậy. Đường nào đi game? Wait for team. Thằng này chắc là mình xuống làm lấy chai nước thôi. Mẹ cứ xuống thì ăn luôn cũng được ý chứ. Không biết làm nào để lên. Con tay bấy cầm sướng tay phết nhỉ. Hôm nay vừa bảo Đại nó sẽ lấy cho một con về.
Đấy, đấy tiếp tục PR đấy, đấy. Đấy. Sắp sửa sẽ là Đạt sẽ hỏi Vũ là bao tiền. Và sau đấy là Vũ. Con này sau đấy tôi sẽ bảo ai... Vũ lại diễn tả coi như là con này ai cũng biết là 599k là hiện chỉ bán trên được shop rồi. À, nhưng mà PR là người ta phải biết nói rồi. Nói lại để cho nó coi như là ăn sâu thêm vào tiềm thức. Kể cả là còn nó lên lại thì ai cũng biết là cái giá nó 599k và tay cầm có Bluetooth ai cũng biết rồi. Khổ. Ừ, mấy đứa xung quanh. Anh em coi qua hết đây thì chắc là tôi cũng chưa đến nơi được, đi về chỗ đéo xa vãi lồn. À, chỗ kia đi bộ lên được không? Đọc quá. Good morning Phương Nguyễn nhé, ok chào em. Dưới sông không biết có cá mà. Hôm nay 16 tháng 8 rồi nhỉ? Ôi xa rời con người quá. Ở đấy kiếm đồng tiền nó có dễ đeo đâu anh em. Chờ Vũ thì mẹ kèo 400 đô này. Em hiểu. Lâu ra đến đường mòn rồi. Mỏi lưng mỡ lồn. Rơi nhầm. Tới tàu lại qua là hai chuyến tàu qua rồi đấy, đéo hiểu. Quái nào anh Đạt thành không vậy? Thằng Đạt thì nó đến rồi, chứ còn con chó Vũ thì nó chưa. Chỗ này nó nhiều cây quá. Có tìm cho kín, cho ghét ít. Có người rồi. Ánh sáng đô thị rồi. Nhưng sao toàn thằng mẹ mới tập leo núi thế này. Đâu tôi xem là Vũ đang ở đâu. Cái đi bẻ. Tham đi mình đi for you kick for để hiểu sao 13 phút là thế đéo nào, nó cho 13 phút cho không thật đi bỏ mẹ rồi. Thằng đéo có đến giờ gì đâu. Vũ còn đang có hiện lanh quanh cái đường này, tội nhéo hiểu lanh quanh cái đường mẹ này làm cái trò gì ở đây. Bị ngã. Đi máy bay bị ngã, nhéo hiểu. Có hai đường để lái xe, đi theo đường anh vào hoặc ra đường quốc lộ đằng sau. Anh ấy bắt kèo MU với Lyon đi. MU với Lyon ấy tôi phán luôn cho anh em luôn là MU thì thắng 5-1 cho Đạt rồi vui. Đâu, thực ra thì trong cơn mơ. Trong cơn mơ thì không, đang nói là trong cơn mơ mà. Chỉ còn thì thôi thì cũng được. Nói chung thì cho nó đeo đi được là MU thì cũng không vẻ vang gì. Cũng thắng ra bờ xuống tối vào hang. Ôi xong rồi. Nhưng mà cũng chắc chắn là hơn anh em Barca lúc này. Chỉ có cắm mắt vào hang thôi, hơn anh em Barca nhiều. Cũng khó. Anh em Barca chắc là phải vào hang phải 2-3 tháng nữa mới ra được. Khó đấy. Mưa đấy chứ phải mưa rừng ạ đi. Đi. Nói chung là cái tỷ số trận vừa rồi là nó cũng là một cái lời chúc cho Messi. Chắc các bạn rồi. Vâng. Ok. Có thể kêu game La Nguyễn nhá. 250 sao. Tính thực hiện nhanh có mẹ lên. Đéo hiểu. Chưa tính kèo đâu anh em nhá. Ngoài đang đến nhiệm vụ đâu tính kèo. Nhiệm vụ cười vui mẹ mình bị đâm mô tô ngã con mẹ ra mình đi còn bị chẹt cho phát gần chết. Đi con về. Tồi chết. Mà anh em Ken mà đợi lâu quá là anh em Ken ngủ. Thật, tôi nói thật với anh em, tôi mà là anh em mà. Tôi mẹ đập mẹ màn hình. Đâu mẹ máy đi cho xong. Nết. Đi cá quãng đường giờ về lại đi lại quãng đường rồi anh em ạ. À không, lại được ở đây này. Ông con. À hay, hay quá. Đấy, bắt đầu về ngôi trường Vũ kìa, trông bị dáng lại còn trông như con dở hơi thì mẹ đéo hiểu. Ui. Bắt đầu tính kèo nhá. Đấy, bắt đầu kèo, bắt đầu bị Vũ vào đây. Chuẩn nhá. Về làm cái gì? Xuống giết chúng nó thôi. Có vợ. Get into season đi các em. Ôi. À có cần phải giết yên tĩnh không? Không, phải yên tĩnh, nó ghi là sẽ phải yên tĩnh. Nhiệm vụ nào phải đến vị trí chưa? Đến vị trí kia chưa? Team mình phải xuống vị trí của team mình Hunter ạ. Còn hai thằng kia lúc out là vị trí chúng nó. Đâu? Vị trí của em đây mà. Điểm mô vàng chúng mày ở đâu chúng mày biết. Anh Vũ. Đây mình ở dưới này. Vị trí của em đây. Mưa bão. Đó đấy, đập bóng kia vào vị trí thôi. Vào vị trí rồi. Chờ làm gì? Cảm ơn anh em xe tơn núi. Bắn nhá. Đừng chửi Vũ. Bắn chưa? TNT cho Vũ. À đây là tên là gì tôi không biết nghĩa đâu nhá.
chưa bắn chưa bắn chưa hả bắn nhá. Đâu đã có steer Benson kìa, là ăn cắp cái gì đây, protect ground team, cắp cái Benson nhưng mà phải giết bọn này đúng không, phải giết chứ gì nữa, chính là cái xe của chúng ta đây. Đâu đây, bắn vào bắn nhá. Bắn thôi, em còn đợi cái gì. Ui xổi ui, bắt đầu cái này xe à? Mà có súng bên em. Em hiểu chưa? Rồi. Lên xe đó em. Đéo lấy được, tí mẹ. Từ từ. Em giết chúng nó. Trên nhá, phía trên có kìa. Yên tâm ở trên. Anh đâm rồi. Anh chả thấy ai để bắn cả. Đắp rồi. Hai chó cứ lấy súng đắm ra bắn phụ của tao đi. Súng Hunter khỏe quá bắn lại. Đéo chết. Không, em cũng sẽ bị nó bắn lén. Nên cứ cover em. Cover em đấy. Cover mà. Ờ, đây có một thằng nữa ở đây. Bọn này đi chỉ có Covid chứ cover đéo. Có một thằng nữa ở phía này này. Phía đấy anh bị phất cây rồi. Hình đấy, Hunter bắn mẹ toàn laser, la rủng. Kia rồi, hai cái xe kìa. Ờ giờ có hai thằng đến này, hai thằng đấy coi như chết rồi. Ở trên nhá, trên. Ở trên. À, trên đã đi. Đông lắm ấy. Có ai đâu mà đông? Đông lắm, chết rồi, đông phải lại. Chúng tôi chạy đi anh. Còn bên, bên nào đây? À, bên này. Dạ, yeah, ngon rồi. À, có giáp này. Ngon. Thấy chưa? Bắn bố mẹ con chó. Rồi đấy, còn mỗi thằng canh ở cái xe kia thôi. Rồi, dạ. À, đi cùng nhau anh. Có giáp này. À, sao đi cùng nhau? Anh cứ giúp đỡ, đừng chạy mình. Anh chạy mình đâu, anh vẫn mẹ thủ, tử thủ. Rồi. Chỗ giết đi đâu được anh. Có hai thằng này đây à? Được chứ. Để em Rambo cho. Phía trên này, phía sau này đúng không? Rồi em Rambo đi. Nó bắn đâu giờ? Trên đấy. Chơi vị trí nó. Đứng ở trên cái cầu ấy này, đây này. À được rồi, thưa. Mẹ nó núp rồi. Nó ngã. Xông lên nhá, đội bảo vệ xông lên nhá. Xông lên đây. Xông vào. Có vỡ thằng, vỡ còn thằng nhá, vỡ thằng chẳng chưa? Một thằng mới có bốn thằng mà em. Còn hai thằng đấy. Ờ còn thằng đang leo leo cái chỗ kia xuống kìa. À có một thằng. Leo thang với tao này. Gọi đến đấy nhá. Lấy được cái xe kia ra chưa? Đây ta lên ai xe rồi này mà cần chúng mày lên nhanh lên hai cái xe xanh đi thôi, bắn chúng nó nhiều chúng nó cứ ra mãi mà. Lên đây anh đi rồi hai thằng kia lo cái xe còn lại nhá. Tao đi xe này trước đây. Kìa anh Vũ ra, anh Vũ ra. Đi lên trên cái xe màu xanh cái kia. Mù à? Ờ anh Vũ lại. Được, cẩn thận đâm anh Vũ, đâm anh Vũ, cẩn thận đâm anh Vũ. Rồi đây anh đi. Anh Vũ xe dưới này mà, xe dưới này. Xe ở trên có hai xe cơ mà. Không hiểu à? Còn cái xe màu xanh nữa kìa, lên lấy nhanh đi đi, đứng ở đây mày nó ra canh, thôi. Canh như chưa nhìn thấy xe nữa kìa. Ờ, xe màu xanh anh giấu thì con mẹ hay thằng màu đấy xanh đấy. Tròn màu xanh kìa. Anh đặt xe đâu đấy? Con mẹ. Xe trước mắt chúng cái gì đây? Phải luôn. Đây, xe đây. Trên cái kia cơ. Cái xe đấy, cái xe màu xanh đi. Cái chạy lên bắn chúng nó làm gì? Nhìn thấy cái đi vòng tròn màu xanh chưa? Vòng tròn màu xanh làm gì? Con mẹ. Đấy, trên mắt đây, chấm xanh đây. Hai người thấy thì hai người, một người xuống lấy đi, đéo hai người lên. Ở đây có thấy đéo đâu, mẹ điên à. Đấy này, nó lại dưới đây. Steel Technical K. Đấy này, ngay dưới. Đây. Đấy, trước mặt này. Để em lấy cái đi đi. Đấy, cái kìa. Thế nào. Đây này. Đấy. Đâu. Đã bảo là cái vòng. Đấy, cái xe đây. Cái xe to kìa. Con mẹ, nó bắn này, nó bắn này. Đúng rồi. Vào đi. Khóa mà em rồi hết à. Sao là khóa à? Ôi dồi chị đâu. Đâu rồi sao? Technical là cái đéo này, đéo cái này rồi. Em tech cơ mà, tech ở trên này. Em ơi cái lái xe này thôi. Em lấy được mà. Đéo nó xoay không lấy được. Đây là nhiệm vụ khác nhau rồi. Em đây có phải nhiệm vụ của anh đâu. Rồi anh Vũ, à một người lên kia qua kia đây. Sang lên xe này nhanh mẹ lên. Anh
đấy. Anh đạt thôi, anh đạt thôi, anh đạt thôi. Đây, 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 nhiệm vụ của team anh với thằng Đạt là lái cái xe này, cướp léo thì xe đấy. Đạt à? Đạt đâu lên đây? Đâu, xe nào, xe nào, xe nào? Rồi, 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 ok. Tách nghi cổ đâu? Ờ, anh với cả Hunter chỉ có đi đâu, chúng phải bảo vệ chúng mình, Hunter ạ. Anh mình chỉ có đi thôi. Chúng súng đi. Tí. Súng. À, à, từ từ, đừng từ đi ạ. Lên chỗ súng ngồi đi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Quay lại, Hunter ơi, phải phải quay lên trên đây này. Đấy, đi lên 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 lên. Cắt đuôi. Từng bắn xem. Ta với Hunter chỉ có đi rồi đấy. Ở canh nhiều đấy, đi được rồi mà. Chúng nó đang bắn cắt đuôi nhưng mà bọn kia khôn hồn mà đi kia, bọn tao đi mà bọn tao lên đường kia có gần ở trên muốn lì nữa. Sợ vãi lồn thì mẹ. Lái xe khó phết đấy. Đúng rồi. Không phải lái được đâu. Nhiệm vụ này không dễ đâu. Yên tâm. Vũ lái cái lồn gì vậy Vũ? Xe này nó không có phanh. Phanh cái lồn à. Giọng Đạt có vẻ thều thào lắm ở đây kìa. Nên nhớ là em được ngồi ở trên xe thì em đéo có bên trong đâu. Cái gì mới có vẻ là vậy. Hay là anh Đạt xuống lái xe, anh Vũ cầm súng đây. Anh xuống Vũ cầm súng hợp hơn đấy. Anh Vũ cầm súng hợp hơn đấy. Anh sẽ hợp lái xe hơn mà. Rồi. Em nghĩ thế nào. Mày bắn là mày lực đẩy nó làm lệch xe đấy. Ra dừng lại để đánh dấu map đó. Chỉ đánh dấu em một vang mà cái trong cái hầm nó mất thôi. À rồi rồi rồi. Ôi trời ơi. Nó dừng xe thế à. 2 triệu nó xa vời lắm anh em ạ. Đây là đéo có thằng nào bảo kê ở đây, chúng nó bắn dần xe tao vãi lì đi đây. Anh đi nhanh. Chết mẹ nó rồi. Cái đội bảo kê chỉ đéo thấy lâu. Chết chưa? Chưa chết à? À chưa chết. Hay đấy. Còn một mạng. Ôi em rơi vào cái xe nó có đi đéo đâu. Anh... Ờ, chết rồi. Nhanh lên, lên xe đi. Xong rồi. Đéo hiểu cái đội bảo kê, cái lin gì, cái hai cái thằng bảo kê, đéo lạc nó bẹ cả đường. Đâu, anh Đạt với anh Vũ đâu rồi? Trời, lôn nhừng. Đâu đây? Bay mẹ đi. Nó kèo rồi. Chết. Ờ, mẹ. Chết à? Chôn quá. Trông Vũ này, em gì trông Vũ này. Ông mà đang xem. Anh em ra đây, ra, cho em lên sang xem. Đâu? Đang mắc ở đây đéo đi được đấy. Này đánh xuống đất để cho nó mắc không lên đi. Anh Vũ dùng cái súng của anh đâu. Anh đáp xuống. Được rồi đấy, Vũ được rồi kìa. Đáp xuống. Xuống. Chết. Đó, xe Vũ đâu? Đây à? Vâng, kính thưa anh em. Ơ, cái đéo rồi đấy. Technical mày... quá đi trời. Đội technical tự thì mày đột quy cả hai thằng đéo cần biết. Ai phá cái xe đấy? Tao đéo cần biết. Ờ nhưng mà cái này đâu có tính là chết. Cái này tính là bị nhưng hỏng xe nhưng phá nhiệm vụ. Ừ nhưng mà... Có chết. Tao chết thì bạn kia lên đéo ai bảo vệ nó bắn cho chết rồi. Nó không có ghi tên thì không bị làm sao cả. Nghĩa là chúng ta chưa chết. Nó không có ghi bên bản ai. Mẹ xe bị hỏng chứ đâu có bảo ghi lên chết một lần hay hai lần đâu. Con mẹ quả. Lái xe. Sợ vãi lồn. Địt mẹ lại từ giờ này à. Hay là lại nữa. Phải vào mà lấy xe đi. Vào lấy xe là chạy luôn đấy. Đấy, nhìn lấy xe rồi vào lấy liền là chạy luôn đi. Đi nhanh. Thôi Vũ xuống lên kia lên đừng có lái nữa đẹp. Bình tĩnh, mày cứ lên xe đi. Xuống đi. Sao? Mày đéo hiểu, xong thằng nào không chạy nhanh lên để cho chó Vũ nó lấy chưa? Biết thế thì phải cố gắng mà đi nhanh mẹ lên để nó lấy, nó cầm lái thì con nước non gì. Thế bảo rồi mà, anh Vũ cầm xuống, mà anh đặt lái là chuẩn. Đéo hiểu bánh cái xe phò phạch làm cái gì, lo mà đi trước bọn tao đi để mà dẫn đường. Ô đi đéo đâu đây? Đường vàng mà. Đường vàng lồn à, đây thì có mẹ đường rồi. Đường vàng là cái gì? Đéo hiểu xe bảo vệ đi đường nào. Xe bảo vệ đi có mẹ mày đường tắt ạ, à? Đi xa mấy lồn, đi ra mẹ đường.
được ấy rồi. Đang đứng chờ đừng cái nhá. Nó chơi trò lao thẳng xe xuống vực à? Đâu, đi đường kiểu đéo gì ngon được. Đi đây. Lâu thế. Thôi kệ đi, mình cứ việc mình đi thôi. Đúng rồi đấy, thế thôi. Đi cơ. Đi em. Ván vừa rồi vẫn chưa thấy team kia đục quy nhá. Thân mẹ là mẹ. Mẹ đều đã đánh chống lảng. Thì đã bảo là có ghi tên ai đâu mà không ghi tên, nhưng mà là cái team đấy, cả team không ghi tên đéo gì đâu. Đây là Dead Choice xe đấy chứ nó có bảo team gì đâu. Team mẹ lúc out cái xe của team lúc out mẹ bị hỏng còn cái xe vẻ. Đấy là nó là đấy là trách nhiệm chung quy văn vẻ tôi Hunter nuốt mẹ cục giận vào trong lòng biết là nào kiểu bắn mất cạc à. Bắn thì... Múi giờ mày thích bắn không? Đấy, chuẩn bị có thằng nó dình ở đây. Úi dồi. Nào em lại hút mẹ anh vào đây, kẹp mẹ vào mình. Kẹp mẹ vào cái này rồi, Hunter mày một pháo hích, mày nói là... Chúng mày lên đây mà xem Hunter hích xe tao mà bây giờ là như thế này đấy. Đâu, sao nào? Biết nha. Em nhìn thấy cái em nhìn thấy cái coi như là pha hích của em nó tai hại như thế nào chưa? Mức thế này thì anh còn đi cái đéo gì nữa. Đâu để cháy con mẹ nó rồi. Đấy. Lần này vẫn là hỏng xe chứ không phải là mày người chết. Đúng rồi. Đéo vẫn còn. Xe hiện tên ai? Hiện là cái xe Benson nó hỏng chứ hiện tên ai? Ừ, chết vẫn dưới một lần mà. Hắn thơ. Hích xe mẹ bênh mẹ lên khỏi cả cái vỉa cái ba toa thì mẹ đéo đi được bánh kênh mẹ lên khỏi mặt đất đéo thì đi được khói lửa bốc mẹ cháy mẹ bây giờ đi cái đường đi của Vũ ngon cái đấy đi cái đường của Vũ ấy ngon lắm anh em đi đi xem đường phát ra đường cái luôn mẹ không có phát ra đường cái luôn ngon lắm đi ra đường Vũ ấy để xem Vũ mà đi à thế à đi theo Vũ gì phát ra đường cái luôn quốc lộ luôn đi có mấy trăm mét là quốc lộ ngồi đi tắt đường mà đi tắt đường mà đi tắt đường mà biết là thế, đi thôi đi thôi đi về đi ra hướng này nhá đứng chờ ở đây đấy đi ra hướng Vũ này Vũ đứng đây chờ đấy lên xuống đây nhanh lên anh em Ken ngủ mẹ rồi. thấy hướng chưa thấy hướng chưa đứng yên mẹ đấy cũng có hiểu đấy cái gì đó đây đứng này nhá đứng này bắn cái loẹt này nổ vào mẹ xe này nổ theo cháy tao bây giờ được chưa đi Hunter đâm con mẹ vào đá rồi đi chạm thôi kỉnh đấy đấy quốc lộ rồi này địt con mèo đấy. Cái dốc, đó dốc. Mất bảo nói anh vô lên là cụp súng đi. Đéo lên phải ăn nữa mẹ, ông mẹ đâm một đạt tay mẹ như đoá. Khổ vãi lồn. Thằng tao gì em. Rồi, nó có bắn ra đây, không phải địch đâu. Thật gì là địch. Đạt. Công chủ. Bay mẹ còn hơn cả lá ấy. Đi chậm thôi, đi chậm thôi, chờ tìm kia. Vừa rồi, đéo hiểu. Đéo hiểu xe, đi chút mẹ xe kìa. Mẹ drift máy rồi. Sao bảo xe này xe bảo vệ mà có thấy địch đéo đâu. Đi đường này làm nào có địch. Ơi, thì mình đi lỗi các mẹ đường rồi. Tức là... Đã lẽ phải đi đường kia đâu có địch. Đường này địch đéo ngờ, địch vào đồn rồi. Đi cọt mẹ. Biết nhá, bay xuống là mẹ lộn ngạt nhá. Bố đéo làm bắt đầu bố chết ở đây bố nghỉ bố ngủ mẹ bệt hết rồi. Chết rồi được. Bắn những cái xe trên đường nó đéo cái gì nữa. Đỡ cản đường tim mình cái gì nữa. Đi cọt mẹ đỡ của mày đi à. Đấy. Chồng nó bắn tổ anh xe hai xe kia nào rồi
đường này xa hơn mà chỉ có 7 phút nhiệm vụ thôi. Yeah, có địch kìa. Địch rồi. Địch xe xanh là cây đấy. Đấy, bắn cái xe màu xanh đi. Tốt. Được bắn vào xe mình là được anh ạ. Đằng trước có cái xe là cây kìa. Ôi trời, xe của em sao đi chậm nhỉ? Thủ lốp à? Rồi. Đạt bắn thủng cái đạn lốp xe. đi chậm lại mà bắn rồi sau em ơi. Ôi, đi cái xe tự nhiên đấy. Hắn tới em có bị đổ lốp béo rồi, em cứ tung cái tim vào đồn vã vẩn nhỉ? 7 triệu lên đồn đi rồi. Đấy, con mẹ ngã con mẹ nó rồi. Thôi để xe có xe. Đi đau quá rồi. Đi đi. Thôi anh đi đúng thôi rồi. Anh em mình đi thôi chứ còn em nghĩ gì nữa. Thôi mẹ chúng nó thôi chứ. Không hiểu ngã thì mẹ mày mấy lần mình tọt con mẹ ra ngoài khỏi xe. Có mỗi cái việc lái xe thôi cũng đéo làm được, đéo hiểu. Anh em bảo là anh Vũ, anh Vũ cầm cầm tay súng đi. Anh quen lái mà. Xe đéo có bảo kê, đéo hiểu lúc của cái nhiệm vụ hai thằng chó kia là bảo kê cái gì luôn. Cuối cùng bọn tôi tự lái về. Cẩn thận anh. Cẩn thận anh em mình bố đời mà em. Sao có tiếng gì nó cứ lách cách nhỉ? Bên dưới chân mình là sao ta? Lách cách. Đằng trước. Đằng trước. Đấy, bọc hậu như này, neo. Vẫn còn đấy, nó vẫn đuổi đấy. Vâng, trên này có này, trên này có luôn này. Vào. Nó hiểu, đi xe cứ bình thường, nó đừng có phải vượt lên làm đéo gì. Vượt lên thì bọc tê. Đầm mẹ, tôi đầm mẹ vật đường. Nó hiểu. Đéo gì mà em bả mày. Xe của em bị lật. Đi cái lật lật. Em, bạch răng liền nó không vượt đâu. Đi cứ bị lật. Đấy, anh xử. Vừa rồi rồi. Bảo vệ mẹ nơi. Chắc kìa. Tao làm gì đấy, thủ lỗ mà. Vâng, xe em bị chậm. Đạt mới bắn mẹ lốp rồi. Có khi là phải đi đường núi thì mới tới đích sớm được. Không hết giờ nơi rồi. Vâng, đi rồi, cay. 2 phút 44, được, kịp, cứ đi bình thường thôi. Gì nó cứ phải... Mình đi đây là đúng đường rồi mà. Ồ. Kéo quay bảo kê, chúng nó mẹ chặn xe tao vãi lìn nữa rồi. Cần bảo kê nháy. Đấy rồi, rồi, xe bảo kê rồi. Rồi. Bọn này bắn nhanh, bắn bỏ mẹ nó đấy. Lên đây, thoải mái đây. Hóa ra xe Hunter mất mẹ bánh trước rồi đâu. Ủa. Đấy mà Hunter thông tin là bảo vệ xin lốp. Làm đéo có bánh mà xịt. Em là sao em đi bóp phải đúng đấy bọn anh. Đến thành phố rồi mà. Đúng rồi, xe anh đúng rồi. Sao cứ đi mà đi, cứ có cái xe bét tí mà đi, không xe được vậy. Anh Vũ, toàn kiểu chen lên trước à. Xe bé đi sau, chen đéo. Đấy thì mẹ lái đâm vào nhà dân rồi. Cái thằng kia nó đi ngược chiều, nó không bấm còi. Cái thằng kia bị lát kìa, thằng xanh là cây bị lát kìa. Mình phải một đi cho cẩn thận, còn 1 phút 35 nữa là phải xong ghế ở kia. Rồi 1 phút 35 nữa là đi nhanh ấy. Thôi cứ bình tĩnh nha, đến mà mình đến thành phố là đến nơi rồi. À bà cũng gần lắm rồi ấy. Gần mà. Chắc chắn là hoàn thành thôi, chuẩn bị 100 đô từ anh em gì ra đi, còn đợi gì nữa. Đến chưa lâu thế này. 100 đô ra luôn đi. Để có thằng nào đuổi đấy. Đừng để bọn tôi phải giục. Tôi là vẫn bực đấy. Đá thằng sau kia. Cứ phải đâm nó mà vào nó làm lồn gì vậy ta. Đường mày vẫn mãi nó không nổ làm tao cứ phải mày né. Mày nghe là 1 phút nữa thôi, 35 mấy giây nữa, phải đến nơi kìa. 100 đô gì nữa, fail một lần, fail nhưng mà không có người chết. Fail nhưng mà xe nổ chứ không phải là người chết, anh em nó bảo là chết mà. Chết người mà, nó có báo ai chết đâu.
Đâu, bao anh chết đâu. 30 giây kìa. Discord bay nhanh lên. Nhanh lên. Discord. Dưới nhanh. Nhanh. Đi. Hunter sao đây? Được. Anh đến đây. Sang tên đi đâu đây? Vào đây cơ mà. Đi Hunter xong rồi. Em bị lợi. Sao đeo xuống được? Chịu đấy. Được chưa? Xong rồi. Xong rồi. Rồi. Xong rồi. Ok. Anh đi con mày. Anh cũng phải đi lên lùi ra sau. Anh đi lên đúng rồi còn gì nữa. Cái chỗ đấy là cái màu vàng anh đi vào rồi. Nhưng mà em cũng chèn vào đấy là xong được. Địt. Coi như là được đi, cái này thêm lỗi mà. Chúc tất cả các anh em ngủ ngon và có những cái giấc mơ đẹp. Chúc anh em Ken ngủ ngon nhé. Ngàn nụ hôn gửi đến anh em. Mất tôi không buồn đâu, mất tôi chấp đâu rồi. Thôi, Vũ tự biết đường mà mua cho anh em con. Nhá. Tội, đéo hiểu. Gì? Chạm vạch vàng được đến rồi. Đến nơi lồn. Hiểu. Xe lúc out cũng phải về kìa. Tức là xe mình là về được rồi nhưng mà bọn lúc out nó đéo về. Xe của Vũ đéo về đó, đi như lồn chứ đéo hiểu. Mẹ. Hiểu em xe chứ còn team tôi là về nơi rồi đi. Mà hai thằng là về rồi xe một kia đéo về. Fail rồi quay hầu. Thôi anh em ạ, à, anh em ngủ ngon anh em. Hôm nay chắc là không biết đã đuổi 500 sao rồi, thank you anh em nhé. Hôm nay chắc chỉ có mình anh em Ken là ngủ ngon nhất thôi. Còn lại thì nhé. Tất cả là Vũ nhé. Không còn gì nói nhé.